Mục Trác Chân nói, tình huống đã rõ, lương thảo của mông sơn minh có hạn, không kéo dài được bao lâu, có gì phải sợ chứ. Tử Bình Hưu nói, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Chúng ta không thể khinh thường mông sơn minh, bây giờ, 6 triệu nhân mã tinh nhuệ trên vạn dặm nước tống ta đã ra hết. 3 triệu tấn công nước yến, 2 triệu phòng nước yến, 1 triệu phòng nước hàn, trong nước hoàn toàn trống rỗng. Một khi bị mông sơn minh đánh bại nhân mã phòng thủ bờ sông, còn ai có thể cản mục trác chân hỏi thừa tướng muốn nói gì tử bình hưu cũng không vòng vèo dứt khoát làm rõ đại tướng trần thiếu thông chủ động xin đi muốn tập kết nhân mã trong nước để phòng thủ hậu phương một khi mông sơn minh đánh bại được quân phòng thủ bờ sông y sẽ nghĩ cách kéo dài tạo cơ hội cho quân phòng thủ bờ sông có thể cắn lại không đến mức để mông sơn minh tiến quân thần tốc binh là giả hung khí là thật quốc gia đại sự không thể không phòng cẩn thận chút chắc chắn sẽ không sai lầm trần thiếu thông là con rể ông ta do một tay ông ta nâng đỡ, nhưng cũng bởi vì ông ta mà bị kiêng kỵ xa lánh. Ông ta hiểu, quân chính đại quyền sao có thể để một mình ông ta độc tài. Mục trác chân hơi cao mày, ông ta biết, tử bình hưu đang muốn chia một phần lợi nhuận công lao diệt yến. Ông ta chớp mắt, cười ha hả, thừa tướng nói rất có lý, là chấm sơ suất. Như vậy đi, ngày mai tảo chiều, từ thừa tướng cứ việc đề xuất. Nói vậy chẳng khác nào là đồng ý, tử bình hưu lập tức chắp tay, thần tuân chỉ thật ra trong lòng hai người đều biết rõ, đây chỉ là sự giao dịch trần trụi. Là chiếu thụ mệnh trinh chiến đằng trước, ta có thể giúp người bãi bình trong chiều, nhưng chỗ tốt ta cũng muốn lấy một phần. Xét theo trình độ nào đó mà nói, tử bình hưu cũng là lùi lại mà cầu việc khác. Đại thế đã không cách nào thay đổi, ông ta đành phải thuận thế mà làm, không có khả năng oanh oanh liệt liệt đều là người khác. Ông ta ở đây, một chút vẻ vang cũng không có, vậy vị trí thừa tướng của ông ta chẳng khác nào bài trí chương 1019, bại khiến cho người ta trở tay không kịp hai. Trên chiến trường, La Chiếu có thể có tiếng nói, nhưng trong triều đình, lực ảnh hưởng của tử bình hưu ông ta hết sức quan trọng. Chỉ cần Trần Thiếu Thông ra lực, phần lực hóa thành công lao này vẫn phải được tiến hành trên triều đình. Chút thỏa hiệp đó, Mục Trác chân vẫn vui vẻ tiếp nhận. Chỉ cần đạt được mục đích, cho Trần Thiếu Thông chút chỗ tốt cũng chẳng có gì. Quần thần nhìn nhau cười một tiếng, cách đó không xa, đại nội tổng quản mạc cao nói chuyện với người trình tấu vài câu sắc mặt thay đổi nhanh chóng quay người trở lại đến trước mặt mục trác chân hổn hển nói bệ hạ bờ môi lão ta run rẩy câu nói kế tiếp khó mà nói nên lời mục trác chân nhìn phản ứng của lão ta liền biết không ổn nhìn hai tay lão ta cầm bản tấu giơ lên không khỏi trầm giọng thế nào mạc cao khom người dơ bản tấu run giọng nói đại quân phòng thủ đê sông đã bị diệt toàn quân cái gì mục trác chân và tử bình hưu đều cùng lên tiếng khiếp sợ không thôi tử bình hưu duỗi tay thiếu chút nữa đã đoạt bản tấu cũng may trong thời khắc mấu chốt còn biết rút tay về trong lòng nhỏ mồ hôi hột vội quay người khom lưng đối mặt hoàng đế mục trác chân không còn tâm trạng chú ý việc này ông ta đưa tay đoạt bản tấu nhanh chóng mở ra xem sau khi xem xong hai tay ông ta run lên sắc mặt trắng bệch cả người lung lay như sắp đổ bệ hạ mạc cao và tử bình hưu đều kinh hãi vội đưa tay đỡ lấy ông ta hai triệu tinh nhuệ phòng thủ bờ sông không còn cứ như vậy mà không còn mục trác chân phát ra thanh âm bi phẫn toàn quân bị diệt làm sao có thể tại sao lại như vậy tại sao la chiếu ơi la chiếu ngươi làm cho chấm quá thất vọng rồi hai triệu nhân mã phòng thủ bờ sông có ý nghĩa như thế nào trong lòng ông ta biết rõ hai triệu người này mất đi đồng nghĩa với việc toàn bộ nước tống phải đối mặt với sự tàn phá của mông sơn minh bệ hạ tử bình hưu nói một câu cầm bản tấu lên xem sau khi xem xong cũng hãi hùng khiếp vía trong lòng cảm thán la chiếu ơi la chiếu lần này ngươi đã thật sự trở thành tội nhân thiên cổ của đại tống rồi lúc này ông ta cũng không có cảm giác hả hê khi người khác gặp họa la chiếu đã mang đi gần một nửa tinh nhuệ của nước tống bây giờ muốn trở về liền cũng khó nước xa không cứu được lửa gần một triệu tinh nhuệ ở tây bắc muốn rút về cũng không kịp mà có muốt rút cũng không dám rút bởi vì bọn họ còn phải đề phòng nước hàn nước yến đã đến Phía Bắc còn có đại quân đề phòng nước Hàn. Nếu nước Tống thật sự muốn rút một triệu tinh nhuệ kia đi, không ai phòng thủ, nội bộ chống rỗng mặc cho mông Sơn Minh tàn phá, có dùng mông cũng có thể nghĩ nước Hàn sẽ tấn công ai. Chẳng lẽ thứ mà nước Hàn có thể nhẹ nhõm chiếm được lại không chiếm, còn muốn đi liều với nhân mã nước Yến ở phía Bắc. Cho nên, trọng binh Tây Bắc không thể rút, nhưng bây giờ đối mặt với đại quân của mông Sơn Minh, ai có thể cản. La Chiếu nắm trong tay 3 triệu tinh nhuệ, lại ngồi nhìn nước Tống tao ngộ hảo kiếp có thể nào không trở thành tội nhân thiên cổ của nước tống chứ? Trong chiều, ai còn dám giúp La Chiếu nói chuyện? Ông ta có thể tưởng tượng, mấy năm phong quang của La Chiếu xem như triệt để mất hết trong tay mông Sơn Minh. Cảm thấy cổ tay bị nắm chặt, tử bình hưu ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện hoàng đế bệ hạ đang nắm chặt cổ tay mình. Khẩn thiết nói, lời nói trước đó của thừa tướng đã một câu thành sấm, có thể thấy được thừa tướng nắm rõ mọi chuyện. Chuyện Trần Thiếu Thông lĩnh quân, bây giờ chấm chuẩn ngay, chẳng quan tâm triều thần có đồng ý hay không thừa tướng tranh thủ gọi trần thiếu thông nhanh lên đợi la chiếu lĩnh quân quay lại tử bình hưu muốn nói rồi lại thôi ông ta hối hận đến phát điên hận không thể tát vào miệng mình hai cái thời gian chọn cũng quá tốt rồi sớm không nói muộn không nói lại nói trước mặt hoàng đế vào lúc này đề cập chậm một chút là được rồi lần này thì tốt tự đem đá đập chân mình mấu chốt của vấn đề hai triệu quân tinh nhuệ còn không ngăn được mông sơn minh con rể và một đám ô hợp của nó có xứng giao thủ với mông sơn minh hay không đây không phải đốt đèn lồng tìm phân hà con rể của ông ta là do ông ta đề xuất một khi trần thiếu thông chiến bại ông ta cũng không thoát khỏi trách nhiệm không phải sẽ bị lôi xuống nước luôn sao làm sao ông ta có thể đồng ý chứ nhưng quân quốc đại sự quân vô hí ngôn cũng không thể hí ngôn trước quân có mấy lời đã nói thì không thu về được mục trác chân mặt đầy chân thành nhìn thừa tướng ông ta đương nhiên biết thế lực thừa tướng gầy dựng trong nhiều năm qua là không thể coi thường lúc này ông ta cũng muốn ép vị thừa tướng dốc hết năng lượng cuối cùng dùng cho việc khẩn cấp. Tử Bình Hưu im lặng, gương mặt ngốc trệ, đã tự đưa mình vào đường cùng, ông ta không cách nào từ chối, trong lòng đang chủ yếu tổ tông 18 đời của La Chiếu. Thật sự là bị đánh bại quá đột ngột, quá dễ dàng, khiến người ta trở tay không kịp, đồng thời cũng nện thừa tướng ông ta xuống dưới hố. Ông ta cuối cùng chỉ có thể khó khăn lĩnh mệnh, thần tuân chỉ. Quân Tống đến thẳng Yến Kinh vẫn còn đang tiến lên, tại một con đường khác, la chiếu tiếp nhận báo cáo lung lay như sắp đổ nghĩ đến tình thế nước tống sắp gặp phải nghĩ đến áp lực triều đình có thể gánh chịu nghĩ đến chiến lược tâm huyết của mình sắp thất bại trong gang tấc nghĩ đến anh danh một đời của mình la chiếu đột nhiên ôm ngực đau đớn vô cùng bất hạnh đoán chúng mông sơn minh quả nhiên dùng thủy công hy vọng mình đoán sai đã tan thành mây khói quân lệnh bên này truyền cho quân phòng thủ bờ sông nhanh chóng rút về vẫn chậm một bước đại quân đã bị tiêu diệt hoàn toàn đại đô đốc Tô Nguyên Bạch đỡ gã ta dậy, đang định thi pháp điều trị khí tức. Hai mắt la chiếu biến thành màu đen, cổ họng ngòn ngọt, tức giận công tâm, phụt một tiếng, phun ra một ngụm máu. Đại đô đốc, mọi người kinh hô, trải qua cấp cứu, la chiếu được đỡ nằm dưới tàng cây rốt cuộc đã tỉnh lại, thoi thóp nói ra câu đầu tiên, lệnh cho quân tiên phong tăng tốc hành quân, công phá yến kinh, gà chó không tha, lật đổ tường thành, nâng cao sĩ khí dân tâm của đại tống ta. Đạo lý rất đơn giản, Mông Sơn Minh Bình định 2 triệu tinh nhuệ nước Tống, nước Tống bình định quốc đô nước Yến cũng không tính là thiệt thòi. Quan trọng là gã ta sẽ cho triều đình nước Tống một công đạo. Nếu mục đích nào cũng không đạt được, sau đó tay không trở về, còn làm hại nước Tống lâm vào hiểm cảnh, một người vẫn luôn kiên trì trước áp lực như gã làm sao mà bàn giao. Gã ta thật sự không có cách nào ăn nói với triều đình. Gã có thể tưởng tượng, tiếp theo triều đình sẽ buộc gã ta triệt binh quay lại, sợ là ngay cả bệ hạ cũng buộc gã. Cho nên gã ta muốn nhân lúc này nắm được yến kinh tô nguyên bạch không thể không nhắc nhở một câu đại đô đốc một khi ngài thảm sát trong thành e rằng mông sơn minh cũng sẽ trả thù trắng trợn bên trong cảnh nội nước tống la chiếu nắm cổ tay ông ta dùng sức nói trên chiến trường sợ hãi nhượng bộ sẽ chẳng chiếm được lợi lộc gì tô trưởng lão lui mười ngàn bước mà nói cho dù không thảm sát toàn thành chỉ cần nắm trong tay một con tin yến kinh nước tống cũng có thể đánh cược đàm phán với nước yến một khi triều đình bảo chúng ta lui về chúng ta còn phải vượt qua sông phía đông nếu mông sơn minh phong tỏa con sông ngăn chúng ta ở lại bên này lương thảo khô kiệt chúng ta phải làm như thế nào đây mặc kệ thế cục về sau như thế nào chúng ta cũng phải tranh thủ vốn liếng đánh bạc đầy đủ cho triều đình nhưng triều đình chưa chắc sẽ nghĩ như vậy sợ là sẽ cử một người đến thúc giục chư vị trưởng lão xin hãy tận lực giúp ta một chút lời nói chân thành lại còn khóe miệng dính máu ánh mắt đầy chờ mong bây giờ y thật sự rất cần sự ủng hộ của ba đại phái, mà việc y dễ dàng nhận được sự ủng hộ của ba đại phái là nhờ mối quan hệ con rể lăng tiêu các của y. chương 1020, xa hoa như mộng. Ba người tô, đông, thường nhìn nhau, đều cảm thấy là chiếu nói có lý. Ha ha ha, đứng trên sườn núi nhìn quân tống đằng xa, thường chiếu tông ngửa mặt lên trời cười một cách thống khoái, trong tay y đang cầm tin chiến thắng mông sơn minh chuyển về hai triệu quân tinh nhuệ phòng thủ bờ sông của nước Tống trong thời gian ngắn đã bị Mông Sơn Minh đánh bại. Mối nguy bị diệt quốc của Đại Yến rốt cuộc đã nhìn thấy được hy vọng. Cơ nghiệp thương thì có thể được bảo toàn, bảo y làm sao mà không cao hứng chứ. Y chỉ vào quân Tống đằng xa, nói bây giờ La Chiếu đang lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Cho dù có thể còn sống trở về, chỉ sợ sẽ rơi vào cảnh bị bỏ đá xuống giếng. Đúng là báo ứng, thật sự rất thống khoái. Trưởng môn đại thiền Sơn Hoàng Liệt đứng bên cạnh hưng phấn vỗ tay, mông xoái đúng là mông xoái, tự thân xuất mã quả nhiên không phải tầm thường, có thể bình định 2 triệu quân tinh nhuệ, lại còn có 600 ngàn tù binh trong tay. Nguy hiểm ở Yến Kinh sẽ được hóa giải, đánh đến tình huống này, lại có thể đảo lộn nghịch cảnh, ông ta rốt cuộc đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Chiến sự sớm ngày kết thúc, lợi ích của đại thiền Sơn ở Nam Châu được bảo toàn, bảo sao ông ta không thở phào nhẹ nhõm chứ. Nói đến 600 ngàn tù binh, Thương Triều Tông nhìn tin chiến thắng trong tay, cười lạnh, la chiếu cản rỡ, lấy bạch mã làm hiếu lễ. Bây giờ bị mông xoái đáp lễ lại, không biết la chiếu đang có cảm nghĩ gì. Nói đến món quà đáp lễ, khóe miệng hoàng liệt không nhịn được mà co quắp. Đúng là món quà đáp lễ của mông sơn minh quá bá đạo, quá có lực chấn nhiếp. Cũng có chút tàn nhẫn, đáp lễ chẳng những không khách sáo, thậm chí còn có mùi huyết tinh, cũng là một cái giá rất lớn. Mông sơn minh ra lệnh, lỗ tai của 600.000 tù binh bị cắt mất một bên, tất cả bỏ vào trong dương, sau đó sai người đưa cho La Chiếu, vẫn còn đang trên đường vận chuyển. Có thể nghĩ, một khi việc này truyền ra, Mông Sơn Minh dùng 600.000 lỗ tai làm lễ vật đáp lại sẽ gia tăng quốc uy của nước Yến như thế nào. Chỉ là hai người không biết, bất luận nước Tống hay là La Chiếu, tất cả đều không biết Mông Sơn Minh đã giết sạch 600.000 tù binh. Hoàng cung Yến Kinh, đám phụ nữ trong hậu cung đang líu diêu khắp nơi, dối bời một mảnh. Có một số tin tức không thể gạt được quân tống sắp đánh vào yến kinh bệ hạ chuẩn bị rút đi hôm nay sẽ mang mọi người rời khỏi quý nhân các phòng vội vã thu dọn hành lý tránh cho lúc xuất phát còn chưa thu xếp gọn gàng ảnh hưởng đến hành trình chọc giận bệ hạ quý phi nương nương các viện đều đã thu dọn hành lý xong chúng ta có muốn mang theo gì không thị nữ tiểu hồng trở lại ngôi viện vắng ngắt đem tình huống thăm dò được báo lại cho chu thanh đang chăm hoa chu thanh ngừng lại bi thương đáp lại một câu chúng ta còn cái gì có thể thu dọn sao hai thị nữ nhìn nhau ảm đạm cúi đầu những gì có được ở đây đều đã thu dọn đầy đủ ngoại trừ mấy bộ quần áo thì chẳng còn gì có thể mang theo được nữa khi nhận được tin tức có thể mang đi bất cứ lúc nào không hề khó khăn lúc này bên ngoài vang lên không ít tiếng bước chân giống như đang chạy về bốn phía âm thanh bước chân chỉnh tề còn có tiếng ma sát của chiến giáp chu thanh nghiêng tai lắng nghe tiểu hồng lập tức quay người bước ra ngoài định xem là động tĩnh gì ai ngờ nàng ta vừa đến cửa đã bị mấy tên thái giám đẩy trở về. Thái giám dẫn đầu nâng khay, hô tiểu hồng liên tiếp lui về sau. Bên trong khay có một tấm lụa trắng, còn có một bầu rượu. Thân là người trong cung, ai nấy cũng đều rõ ràng mấy thứ này có ý nghĩa gì. Tiểu Hồng hoảng sợ lui về sau, quát lớn các ngươi muốn làm gì? Thái giám dẫn đầu không để ý đến nàng ta, bưng thẳng đồ đến trước mặt Chu Thanh. Ngoài cửa có hai thái giám canh gác, xin ra mắt quý phi nương nương. Thái giám dẫn đầu cung kính hành lễ với Chu Thanh, nhìn đồ trong tay đối phương, Chu Thanh sợ ngây người, cái kéo trong tay rơi bịch xuống đất. Thái giám dẫn đầu thở dài, "Quý phi nương nương, nói nhiều thì nô tài không nói. Nô tài chỉ là bất đắc dĩ, hai thứ này, quý phi nương nương tự chọn đi." Chu Thanh run rẩy nói, "Là ý của ai? Là hoàng hậu nương nương sao?" Thái giám dẫn đầu đáp, "Là ý của đại tổng quản, nô tài cũng chỉ là phụ mệnh làm việc. Nương nương đại nhân rộng lượng, trước kia có gì không phải?" nô tài xin bồi tội ở đây mong rằng nương nương đến miền cực lạc cũng đừng oán hận nô tài chu thanh cười cười rất thảm nàng biết rõ đại tổng quản điền vũ trong cung này quyền thế ngập trời cũng không dám cư xử với nàng như vậy dù sao nàng cũng là người của hoàng đế cho điền vũ một trăm lá gan cũng không dám giết nàng nhắc đến đại tổng quản nàng đã đoán được là ý của ai cười thảm thêm lần nữa bổn cung sẽ lên đường bổn cung chỉ có một yêu cầu xin cho bổn cung gặp bệ hạ lần cuối để bổn cung chào từ biệt bệ hạ. Thái giám dẫn đầu lắc đầu, không được. Các lối đi bên ngoài đã bị cấm quân phong tỏa, bất kỳ người nào cũng không được tự tiện ra vào, ngay cả quý phi nương nương cũng không được. Ánh mắt Chu Thanh dương dương, bổn cung muốn biết tại sao lại bị giết cũng không được sao? Để bổn cung chết một cách rõ ràng cũng không được. Thái giám dẫn đầu do dự một chút, cuối cùng thở dài, chắc hẳn nương nương cũng đã nghe nói, quân tống sắp tiến đánh kinh thành, để dễ dàng rút lui, không thể mang theo tất cả mọi người đại tổng quản cũng là vì suy nghĩ cho bệ hạ, hậu cung giai lệ như mây, nếu tất cả đều rút lui, đi cùng đại quân, số lượng quá lớn khiến người ta phải chú ý thì thật sự rất bất nhã, ảnh hưởng đến dân tâm sĩ khí. Còn để lại những người như nương nương, một khi thành bị phá, lại sợ quân địch khinh nhờn nương nương. Đại tổng quản chỉ là có ý tốt, người cũng đừng oán ngài ấy. Người cũng không cô đơn trên đường đâu, còn có các nương nương khác bồi người. Thì ra là vậy, nước mắt quanh tròng, Chu Thanh lắc đầu nước nở, bệ hạ quá vô tình, sự ôn nhu toàn vẹn ngày xưa của bệ hạ đã không còn. Trước mắt, nàng không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể chọn một trong hai thứ đang đặt trên khay mà thôi. Nàng chỉ hận phụ thân chết sớm, nếu như Chu thủ hiền tay cầm quyền thế vẫn còn, hoàng đế sẽ không dám đối với nàng như thế. Nương nương, nhanh chóng lên đường đi." Thái giám cầm đầu thúc giục, Chu Thanh chậm rãi đưa tay cầm tấm lụa trắng trong tay, chậm rãi quay người bước vào trong phòng, dáng vẻ thất hồn lạc phách nương nương, hai thị nữ khóc lóc cản đường, nhưng bị hai tên thái giám chặn lại. Bởi vì bi thương, động tác của Chu Thanh không được nhanh. Nhìn Chu Thanh chậm chạp bất động nhìn xa nhà, thái giám cầm đầu không chờ nổi, vung tay lên, chúng ta còn phải đến nhà khác, sự tình không thể chậm trễ, hãy giúp nương nương một tay, tiễn nương nương lên đường. Một tên thái giám đoạt lấy tấm lụa trắng trong tay Chu Thanh, kéo một cái ghế đứng lên trên, ném tấm lụa trắng qua xà nhà rồi thắt nút lại. Cơ thể Chu Thanh chợt nhẹ bấm phát hiện nàng đang bị một tên thái giám bế lên, phối hợp với tên thái giám đứng trên ghế, trong giải lụa trắng vào cổ của nàng. Hai tên thái giám nhẹ buông tay, một người thối lui, một người nhảy xuống ghế, một cước đá cái ghế ngã lăn, chỉ còn Chu Thanh bị treo trên xà nhà, hai chân dẫy ruộng. Nương nương, hai thị nữ bị giữ ngoài cửa đau đớn kêu lên, ai ngờ, mấy tên thái giám quay người lại, ấn hai thị nữ xuống, bóp miệng hai người ra. Thái giám dẫn đầu cầm chén rượu độc trong tay, lạnh lùng nói với hai người, Sợ nương nương một mình đi đường không ai chiếu cố, hai người các ngươi hãy đi cùng nương nương. Nhớ, phải hầu hạ nương nương cho thật tốt. Hai thị nữ hoảng sợ, gã thái giám dẫn đầu không chút khách sáo, rót hai chén rượu độc vào miệng hai thị nữ, còn có thái giám khác giữ chặt miệng, không cho hai người phun ra. Cơ thể hai thị nữ run lên. Chương 1021, chắc là không cần rút lui nữa một. Chu Thanh trên xà nhà dần dần không còn động đậy, hai hàng nước mắt chảy xuống, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Nhớ đến khi nàng còn phong quang, bệ hạ sủng ái đủ kiểu, ngay cả hoàng hậu nương nương cũng phải nể mặt nàng ba phần. Đúng là xa hoa như mộng, chuyện xưa như sương khói. Gã thái giám dẫn đầu đưa mắt nhìn xa nhà, nói, để lại hai người, sau khi xác nhận đã tắt thở thì đến tìm ta. Những người còn lại theo ta đến nhà khác, rứt lời, gã ta vội vàng rời đi. Qua một thời gian, rất nhiều xà ngang trong hậu cung phủ đầy thi thể, hoặc những thi thể sắc mặt bầm đen nằm trên sàn nhà. Đứng trên gác cao trong cung, nghe tiếng cầu khẩn khóc lóc trong hậu cung, trưởng môn linh kiếm Sơn Mạnh Tuyên nhắm mắt, mặt không biểu tình. Đối với chuyện này, ông ta tuyệt không nhúng tay, cách đó không xa, hoàng hậu nương nương dẫn theo một đám hậu cung giai lệ, sắc mặt ai nấy đều khó coi, bao gồm cả hoàng hậu, đều bị hù dọa. Ngay cả thị nữ bên cạnh hoàng hậu cũng bị xử lý không ít. Ngoại trừ bốn thị nữ hoàng hậu có thể mang theo, các nương nương còn lại, mỗi người chỉ có thể mang hai người. Những người còn lại đều được tiến lên đường ngay trước mắt, hỏi sao các quý nhân không sợ hãi không bị hù chết chứ sau khi đã xử lý xong một đám thái giám rất nhanh tập trung đến một tòa đình viện để phục mệnh ai ngờ người vừa đến xong một đám cấm quân đã bao vây cung tên từ trên lầu bắn xuống như mưa đám thái giám gào thảm ngã xuống đất máu tươi chảy ròng ròng bao gồm những tên thái giám đã ra tay với chu thanh trước đó về sau cấm quân lại tới bổ đao vào thi thể một người cũng không buông tha đại điện triều đình trống giống chỉ có Thương Kiến Hùng đang ngồi ngay ngắn trên long ỷ. Đại tổng quản Điền Vũ bước vào, đến bên cạnh Thương Kiến Hùng, thấp giọng nói các quý nhân đều đã lên đường. Những quý nhân nào vô lễ, nô tài cũng đã xử lý sạch sẽ. Bệ hạ, thời gian cũng không còn sớm, có thể hạ chỉ xuất phát. Cơ mặt Thương Kiến Hùng hơi nhúc nhích, ông ta đứng dậy, bước xuống bậc thang, Điền Vũ đi đằng sau tùy hành. Hai người vừa mới bước đến cửa đại điện, đã nghe bên ngoài có người hô to, tin chiến thắng, tin chiến thắng bệ hạ, tin chiến thắng. Chỉ thấy đại tư mã thương vĩnh trung cua tin chiến thắng chạy như bay đến, ngay cả tư thái tối thiểu cũng không để ý, hốt hoảng chạy lên đài, thở hồn hển báo tin vui, bệ hạ, quân ta đại thắng. Hai triệu quân tinh nhuệ phòng thủ bờ sông của nước Tống đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Lão ta vui đến phát khóc, mẹ nó, hoàng đế bảo lão ta xuất lĩnh 10 vạn đại quân thủ hộ kinh thành ngăn cản kẻ địch từ chết đến lết, lão ta không đồng ý cũng không được. Nhưng thật sự không tìm được ai thích hợp hơn so với lão ta. Ai bảo lão ta là đại tư mã nước Yến, để mất quốc đô là chuyện trước nay chưa từng có của đại yến, còn là chuyện nhục nhã vô cùng. Thương Kiến Hùng cần một tấm màn che, chọn tới chọn lui, chỉ có Thương Vĩnh Trung là thích hợp nhất. Lão ta vừa là thân vương hoàng thất, lại là đại tư mã phụ trách quân sự của nước Yến. Để Thương Vĩnh Trung ở lại kháng chiến, bất luận đối nội hay đối ngoại đều có thể bàn giao. Còn có ai thích hợp hơn so với lão ta chứ? Đồng Mạch và Cao Kiến Thành đều hiểu tâm ý của hoàng đế, cùng nhau tiến cử Thương Vĩnh Trung. Thương Vĩnh Trung thiếu chút nữa bị dọa đến hồn phi phách tán, cũng thiếu điều hỏi thăm tổ tông của Đồng Mạch và Cao Kiến Thành. Nhưng ông ta cũng biết, hai người kia bất quá cũng chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Quyền quyết định chân chính vẫn nằm trong tay hoàng đế, lão ta nào dám ở lại kháng chiến chứ? Như vậy chẳng khác nào muốn chết. Lão ta tìm đến hoàng đế để từ chối, nhưng từ chối không được, bởi vì Thương Kiến Hùng không đồng ý. Thương Kiến Hùng nói sẽ đảm bảo an toàn cho gia đình của lão ta, sẽ mang gia đình lão ta đi cùng, để lão ta không còn lo lắng, yên tâm mà giữ vững kinh thành. Nhưng Thương Vĩnh Trung nghe như thế nào cũng giống như Hoàng đế đang lấy vợ con lão ta ra làm con tin. Thương Kiến Hùng còn nói, chỉ cần lão ta ở lại chấn thủ kinh thành, xem như lão ta đã lập công, lấy công chuộc tội, không truy cứu sai lầm lúc trước. Hoàng đế đã nói đến như vậy, Thương Vĩnh Trung cũng hiểu, lão ta đã không còn đường lui. Lúc này, hoàng đế giống như dã thú, nếu bị chọc giận sẽ ăn thịt người ngay. Bất đắc dĩ, lão ta đành phải đồng ý, còn ổn định quân tâm của những người ở lại, nói với bọn họ rằng, có ta ở đây, không có gì phải sợ, viện quân chẳng mấy chốc sẽ đến. Đây cũng là một trong những tác dụng của lão ta để hoàng đế giữ lão ta lại chấn thủ. Cũng không còn cách nào, thương kiến hùng đã khống chế vợ con lão ta trước. Nếu lão ta dám không đồng ý, tác chiến sai lầm trước đó chính là cái cớ tốt nhất để tàn sát lão và gia đình lão ta. Lúc này, lão ta vui mừng đến phát khóc, rốt cuộc cũng đã tránh thoát được một kiếp. Hai tay lão ta dâng tin chiến thắng, mời Thương Kiến Hùng ngự lãm. Thương Kiến Hùng không có ý tiếp nhận, lặng lẽ nhìn lão ta, người cảm thấy đây là tin chiến thắng mà quả nhân cần sao? Có thể khiến cho quân Tống lui binh sao? Đây là tin chiến thắng của Thương Triều Tông, nhắc đến Thương Triều Tông, Thương Kiến Hùng nghiến răng nghiến lợi. Trước đó, ông ta vẫn luôn ôm lấy hy vọng cuối cùng, nhưng khi đến cuối cùng, hy vọng đó đã hoàn toàn tan vỡ một trăm ngàn thiết kỵ binh của thương triều tông vẫn một mực đồng hành với quân tống ông ta vẫn kiên trì rốt cuộc cũng không thấy thương triều tông có ý định tấn công quân tống khiến cho ông ta không thể không chạy khỏi yến kinh thương triều tông rõ ràng muốn ngồi nhìn hoàng đế đại yến là ông ta bỏ nước mà chạy trốn thương triều tông khiến ông ta hy vọng nhưng rồi lại dập tắt hy vọng đó y đối với ông ta sao mà tàn nhẫn quá lúc này ông ta thật sự hận thương triều tông thấu xương bốp thương vĩnh trung đưa tay vỗ chán biết mình còn chưa nói rõ ràng, để hoàng đế hiểu lầm, vội giải thích, bệ hạ, không những là hai triệu quân tinh nhuệ phòng thủ bờ sông của nước Tống bị tiêu diệt, mà còn bắt được 600.000 tù binh. Mông Sơn Minh đã bắt 600.000 quân tinh nhuệ của nước Tống làm tù binh. Có 600.000 tù binh này, chúng ta đã có vốn đánh bạc. Bệ hạ, có nước nào lại không quan tâm đến 600.000 quân tinh nhuệ của nước mình chứ? Có 600.000 tù binh trong tay, quân Tống nào dám tiến đánh kinh thành của chúng ta? Nghe xong, nét lạnh lùng trên gương mặt thương kiến hùng hoàn toàn biến mất, ngay cả Điền Vũ cũng cảm thấy ngạc nhiên. Thương kiến hùng dường như không tin, hai quân giao chiến, lại là quân tinh nhuệ của nước Tống, trong thời gian ngắn như vậy lại có thể bắt được 600.000 tù binh. Vừa nói, ông ta vừa giật lấy tin chiến thắng trong tay của đối phương để xem. Thương Vĩnh Trung tặc lưỡi, nói ai nói không phải, nhưng không thể không thừa nhận, cái tên tàn phế mông sơn minh đánh trận đúng là rất có nghề. Sau khi công phá bờ sông, ông ta đã nắm đầu quân tống quay tới quay lui đến hồ đồ, rơi vào cảm bẫy của ông ta. Ông ta đã phá đê, nhờ nước sông nhấn chìm quân tống ở núi Quần La mà không cần tốn một binh một tốt, về sau bắt tù binh như nhặt hạt đậu, bắt được 600.000 người, còn chiếm được lương thảo của quân tống. Bệ hạ, bây giờ xem ra, trước đó Mông Sơn Minh Kiên chỉ tấn công tống như vậy không phải là không có nguyên nhân. Hóa ra đằng sau ẩn giấu độc thủ, đúng là lợi hại. Bây giờ có 600.000 tù binh trong tay, cầm miệng cho ta thương kiến hùng nhướng mắt trầm giọng nói người đứng bên nào điền vũ bên cạnh cũng nhìn thương vĩnh trung phát hiện người này hơi bị cao hứng quá mức ngay cả miệng của mình cũng không quản nổi nhưng điều này cũng có thể hiểu lão ta đã có được cơ hội tránh thoát một kiếp a à, thương vĩnh trung sửng sốt kịp phản ứng đổ cả mồ hôi thiếu chút nữa và cho mình một bạt tai lão ta phát hiện mình đã vui mừng đến mức hồ đồ lại nói mấy lời hay ho cho thương triều tông vội cúi đầu ngậm miệng Chương 1022, chắc là không cần rút lui nữa hai. Nhưng thật sự trong lòng lão ta rất vui, dù sao cũng đã giữ được tính mạng, bằng không lão ta thật sự hy sinh vì nước rồi. Không rông dài, Thương Kiến Hùng rốt cuộc cũng cẩn thận đọc hết tin chiến thắng. Đại thắng lần này thật sự nằm ngoài dữ liệu của ông ta, thật sự đã bắt được 600.000 tù binh. Đàm phán với nước Tống, khép lại tờ giấy, Thương Kiến Hùng lẩm bẩm, Thương Vĩnh Trung liên tục gật đầu, bệ hạ lập tức triệu kiến tống sứ, ra lệnh cưỡng chế quân tống nhanh chóng triệt binh. Có 600.000 tù binh trong tay, cộng thêm phòng tuyến phía tây của nước tống bị công phá, nội bộ nước tống trống rỗng. Đứng trước sự uy hiếp của mông Sơn Minh, bên đó tất nhiên sẽ đồng ý. Tống sứ vẫn ở Yến Kinh, mặc kệ hai nước đánh nhau như thế nào, giao chiến ra sao cũng không chém sứ. Dù sao cũng còn một số việc còn phải thông qua sứ thần câu thông với nước có liên quan. Cho nên, sứ thần không dễ động đến, có thể triệu kiến bất cứ lúc nào. Thương Kiến Hùng do dự nói, Mông Sơn Minh có giao ra 600 ngàn tù binh đó không? Thương Vĩnh Trung kinh ngạc hỏi, không giao, giữ lại trong tay có thể ăn sao? Lương thảo của Mông Sơn Minh vốn không đủ, còn muốn nuôi 600 ngàn tù binh này. Mà ông ta cũng không thể tru diệt hết toàn bộ, hơn nữa, còn có ba đại phái, chẳng lẽ ba đại phái không muốn hai nước ngừng binh, muốn đánh nhau chết sống để nước Hàn kiếm lời trong đó. Bệ Hạ tìm Mạnh Tuyên để ba đại phái tạo áp lực cho thương triều tông và mông sơn minh ba đại phái tất sẽ đồng ý thương kiến hùng ngẫm lại thấy cũng đúng quay sang nhìn điền vũ điền vũ khẽ gật đầu hiển nhiên tán thành ý của thương vĩnh trung thương kiến hùng quay người bước đi đồng thời hạ lệnh bảo đại tư không và đại tư đồ đến ngựa thư phòng nghị sự điền vũ lập tức gọi một tên thái giám đến dặn dò bây giờ thương kiến hùng muốn gặp mạnh viên nhưng lại sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn cho nên định để Mạnh Tuyên thông báo với ba đại phái nắm chắc 600.000 tù binh trong tay. Vừa ra khỏi chiều không xa, chỉ thấy một đám phụ nữ đang đứng chỗ hậu cung, do Hoàng hậu xuất lĩnh. Thấy những người này, Thường Kiến Hùng không khỏi dừng bước, ánh mắt từ trên người đám phụ nữ nhìn sang hướng hậu cung, hô hấp có chút gấp rút, gương mặt đen thui. Thường Vĩnh Trung còn chưa biết hậu cung xảy ra chuyện gì. Mọi chuyện làm trước đó sẽ không để lộ ra, cùng lắm về sau mới tiết lộ chút phong thanh. Cho nên, Ông ta chỉ cảm thấy sắc mặt của hoàng đế hơi khó coi. Nhìn thấy đám người hoàng hậu, sắc mặt Điền Vũ cũng không dễ nhìn. Tin chiến thắng đúng là đến chậm, nếu không cần bỏ lại kinh thành, chuyện giải quyết hậu cung giai lệ lại hoàn tất, bảo bệ hạ làm sao mà chịu nổi đây. Cho nên, ông ta có thể hiểu tâm trạng của Thương Kiến Hùng lúc này. Mặt Thương Kiến Hùng căng ra, không nhìn đám người hoàng hậu nữa mà đi thẳng. Điền Vũ bước nhanh đến trước mặt hoàng hậu, nhỏ giọng nói: "Nương nương, xin chư vị quý nhân chờ cho một lát." Hoàng hậu hơi khẩn trương, hỏi có biến cố gì sao? Điền vũ lắc đầu, bây giờ ông ta không tiện nói điều gì, còn phải đợi ba đại phái có đồng ý hay không mới có thể quyết định ở lại. Hoàng hậu vừa tận mắt nhìn thấy một trận xử quyết hậu cung tàn khốc, thấy Điền vũ không nói, cũng không dám hỏi nhiều. Điền vũ nói xong liền hành lễ cáo lui, đuổi theo thương kiến hùng. Việc câu thông với Mạnh Tuyên rất thuận lợi, Mạnh Tuyên cơ hồ cũng nhận được tin chiến thắng, biết được chuyện 600.000 tù binh là thật nếu có thể bảo đảm được cho Yến Kinh, tất nhiên là phải bảo vệ. Việc hai nước bãi binh có thể bảo vệ được lợi ích có liên quan đến ba đại phái, ông ta tất nhiên là sảng khoái đồng ý. Làm việc xong với ba đại phái, Thương Kiến Hùng gặp Đồng Mạch và Cao Kiến Thành. Sau khi thương nghị, Thương Kiến Hùng lập tức cho Triệu Kiến Tống Sứ Tiền Liên Thắng. Đầu tiên, Tống Sứ Tiền Liên Thắng còn vinh vang đắc ý, bởi vì nước Tống binh phong cường thịnh đang đè nước Yến một cái đầu. Chiến báo của nước Yến từ trên chiến trường trực tiếp truyền đến, còn chiến báo nước Tống chiến bại là trực tiếp truyền về cho triều đình nước Tống trước, chứ không phải truyền cho Tống sứ Tiền Liên Thắng. Bởi vậy, khi Tiền Liên Thắng nhận được tin tức quân Tống đại bại, đồng thời có 600.000 quân tinh nhuệ của nước Tống bị nước Yến bắt làm tù binh, có thể nói là giật cả mình. Nghe điều kiện của nước Yến, hắn ta không cách nào làm chủ được, thỉnh cầu cho hắn ta thời gian báo cáo. Hắn ta cũng muốn làm rõ chân tướng. Lão ra, tại sao ngài lại trở về? Trong nhà đã chuẩn bị xong hết, có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Ngoài cổng cao phủ, Cao Kiến Thành từ trong cung trở về, vừa mới xuống xe ngựa, quản gia Phạm Chuyên đã bước đến. Trước đó Cao Kiến Thành có nói còn phải tùy giá, bây giờ đột nhiên trở về, Phạm Chuyên còn tưởng rằng Cao Kiến Thành lo lắng cho nhà, vì thế mới báo cáo một tiếng. Không sao, chắc là không cần phải đi, bảo mọi người trở về chỗ cũ. Cao Kiến Thành nói xong liền đi thẳng đến nội trạch, sao cơ, Phạm Chuyên sừng sốt, nhưng vẫn làm theo, quay đầu dặn dò, bảo mọi người mang đồ đạc để lại chỗ cũ. Cao Kiến Thành trở về thư phòng của mình, vừa bước vào cửa, ông ta còn tưởng rằng mình đi nhầm chỗ, về sau mới nhận ra phòng của ông đã được dọn sạch sẽ. Nhưng cái bàn vẫn còn, không đến nỗi ngay cả cái này cũng mang đi. Ông bước đến ngồi xuống sau án thư, Phạm Chuyên cũng tiến vào, hỏi thăm, lão ra, chuyện gì vậy? Vừa hỏi vừa rút từ trong tay áo ra một tờ giấy. Cao Kiến Thành tựa lưng vào ghế, lắc đầu cười khổ, mông sơn minh đúng là lợi hại, lại có thể đánh thành như thế, chỉ một trận chiến đã chặt đứt một chân của nước Tống, cơ hồ muốn lấy đi nửa cái mạng của nước Tống. Bây giờ, trong tay Mông Sơn Minh nắm giữ 600.000 tù binh nước Tống. Có át chủ bài này, nước Tống không muốn triệt binh cũng không được. Cho nên, Yến Kinh không lo, không cần chạy nạn nữa. Phạm chuyên sửng sốt, dâng tờ giấy trong tay lên, thấp giọng nói, đạo gia vừa mới gửi tin, cũng nhắc đến chuyện 600.000 tù binh đó, hỏi là có nên giết hay không, muốn hỏi ý kiến của lão gia giết, cao kiến thành giật mình, trong lòng tự nhủ đạo gia ơi đạo gia, ngươi đừng làm ta sợ chứ. Chúng ta ở Yến Kinh đang chuẩn bị không chạy nạn nữa, ngươi lại đem 600.000 tù binh ra giết, hai nước còn nói chuyện cái rắm gì nữa. Bên này bình chân như vậy không đi, bên kia nước tống đánh tới, đến lúc đó có muốn chạy cũng chạy không thoát. Yến Kinh không phải bị ngươi làm hố chết sao, ông ta biết như hiểu đạo tuyệt đối có lực ảnh hưởng đối với mông sơn minh. Nếu Nghiêu Hiếu Đạo Hà quyết tâm đại khai sát giới, người ở kinh thành xem như phiền phức rồi. Ông vội mở mật tín ra xem, muốn biết rốt cuộc nghiêu hữu đạo có ý gì. Sau khi xem xong, Cao Kiến Thành nhẹ nhàng thở ra. Nội dung trong thư cũng không hạ quyết tâm phải giết, chỉ là muốn hỏi thăm ý kiến của ông mà thôi. Ông vô thức muốn khuyên dừng tay, dù sao bên này cũng đã chuẩn bị đàm phán, nếu có gì ngoài ý muốn xảy ra, phần lớn người trong kinh thành sẽ bị quân tống chặn lại, bao gồm cả Cao Gia. Trong lúc ông đang định trả lời, nhưng rồi lại cảm thấy do dự, đứng lên đi qua đi lại trong phòng, còn Phạm Chuyên thì cứ nhìn theo ông. Vẫn là câu nói kia, Nhiều Hiếu Đạo chỉ muốn hỏi thăm ý kiến của ông, cũng không phải bảo ông đứng trên lập trường triều đình để nói chuyện, cũng không có ý để ông bận tâm được mất. Cân nhắc liên tục, Cao Kiến Thành quyết định trả lời theo đúng suy nghĩ của mình, bảo Phạm Chuyên đưa bút mực để ông tự viết thư trả lời. 600.000 tù binh, La Chiếu kinh ngạc hỏi lại, người vẫn còn trên lưng ngựa tiến vào đại quân. Trước đó, gã ta vì tức giận công tâm mà thổ huyết, sau đó được tu sĩ thi pháp điều trị, sức khỏe ngược lại không có vấn đề gì quá lớn. Tống Sứ Tiền Liên Thắng gửi tin tức, xác nhận bên này có phải đang có 600.000 tù binh nước Tống nằm trong tay quân Yến hay không? Trường 1023, tướng ở bên ngoài có thể không nhận quân mệnh. Bọn họ tiến đánh Yến Kinh, tất nhiên cũng muốn chú ý đến tình huống nội bộ của Yến Kinh, cho nên đã sớm thành lập liên lạc với Tiền Liên Thắng. Sở dĩ Tiền Liên Thắng gửi tin tức hỏi thăm, thứ nhất La Chiếu là người chủ trì chiến sự, chắc chắn sẽ nắm được tình huống chiến đấu. Tiếp theo, người của La Chiếu đã đến gần Yến Kinh, khoảng cách gửi và nhận tin tức rất gần, có thể biết được tình huống chính xác trước tiên. Thân là đại diện nước Tống chủ trì sự vụ tại nước Yến, hắn ta tất nhiên cũng phải tìm hiểu rõ sự việc, khi đó mới có thể có kè mặc cả với nước Yến. Đương nhiên, cùng một thời gian, Tiền Liên Thắng còn gửi tin tức về nước hỏi thăm, cũng xem như báo cáo tình huống. Chỉ là La Chiếu đang ở khá gần, cho nên đã nhận được tin tức của Tiền Liên Thắng trước tiên đám người văn du đều lắc đầu bọn họ chỉ biết tình huống quân bảo vệ bờ sông bị chiến bại trong thời gian ngắn còn chưa biết rõ mông sơn minh bắt được bao nhiêu tù binh nhưng có một điều có thể khẳng định tù binh nhất định vẫn phải có dù sao cũng có nhiều người chiến bại như thế sao có thể không có tù binh chứ còn về phần bao nhiêu tạm thời chưa xác định được chủ yếu là khi quân tống bị đánh bại ở núi quần la phạm vi khá rộng tù binh cũng là do người của mông sơn minh bắt chung quanh núi quần la cũng không giam giữ cùng một chỗ Người ngoài tạm thời còn chưa biết được số lượng thống kê tù binh, trừ phi có gián điệp bên trong trung tâm chỉ huy của mông Sơn Minh. Trên lưng ngựa tiến lên không phải là chỗ có thể bàn những chuyện này. La Chiếu ra hiệu tách ra khỏi đoàn, ngừng lại trên một khoảng đất bằng. Đám người văn du cũng đi theo ra ngoài, mọi người nhảy xuống ngựa, Tô Nguyên Bạch hỏi, 600 ngàn, quân Yến có thể bắt nhiều binh sĩ của chúng ta làm tù binh như vậy sao? Có lừa gạt gì bên trong hay không? La Chiếu lắc đầu, chắc không, 89 phần 10 là thật. Tô Nguyên Bạch kinh ngạc, tại sao lại có thể khẳng định như vậy? La Chiếu đáp, bọn họ yêu cầu đàm phán, cũng biết nhất định chúng ta sẽ xác minh lại, cũng không cần thiết phải dở trò lừa bịp. Chiến pháp bình thường rất khó bắt được nhiều tù binh như thế, nhưng Mông Sơn Minh dùng thủy công, đại quân bị nước cuốn đi, không cách nào tập kết lại để phản kích, cũng sẽ mất đi quân tâm và sĩ khí, bị bắt 600.000 người không phải là không thể. Đây chính là điểm khác biệt giữa người hiểu chiến sự và không hiểu chiến sự. Chuyện mà người khác không thể hiểu được, gã ta vẫn có thể đưa ra phán đoán. Gã ta vừa nói xong, tâm trạng mọi người có chút nặng nề, không nghĩ đến nước Yến lại có thể nắm trong tay vốn liếng đánh bạc như thế. Đông ứng lai nói, Đại Đô Đốc, nước Yến đang giữ 600.000 binh sĩ nước tống chúng ta làm con tin, sợ rằng chúng ta không cách nào ra tay với Yến Kinh được rồi. Đúng lúc này, một tướng phi ngựa đến, Đại Đô Đốc, ý chỉ triều đình đến. Cái gọi là ý chỉ, chỉ là một văn kiện đưa tin khẩn cấp. Lúc này không phải là lúc có thể thường xuyên phái người ra chiến trận đường đường chính chính tuyên chỉ. Đại quân tác chiến, hết thảy đều giản lược, la chiếu xem qua ý chỉ, có chút trầm mặc sau đó đưa cho những người khác. Mọi người đều biết, không nằm ngoài sở liệu của La Chiếu, triều đình quả nhiên muốn bọn họ rút quân hồi kinh để chặn đánh đại quân Mông Sơn Minh. Thường Phi nói, tin tức chúng ta truyền về đoán chừng còn đang trên đường. Ý của ông ta là ý chỉ của triều đình đã đến trước. La Chiếu nheo mắt nói, tin tức tiền liên thắng truyền về kinh về việc nước Yến yêu cầu đàm phán hẳn cũng còn đang trên đường. Tô Nguyên Bạch nói, Đại Đô Đốc, nếu quân Yến thật sự nắm giữ 600.000 tù binh của chúng ta, nước Tống ta không thể nào ngồi yên không quan tâm, tiếp tục tiến quân đến Yến Kinh hoàn toàn không thích hợp, chỉ bằng tuân chỉ rút lui, cũng tránh cho người vướng phải tội danh kháng chỉ. Gương mặt La Chiếu căng ra, gần từng chữ tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận. Mọi người nhìn nhau, đồng ứng lai tiếp tục khuyên, Đại Đô Đốc, tội gì phải khư khư cố chấp như thế. Ngài cũng biết trong chiều bè lũ su nịnh như thế nào. Chiến sự bất lợi vốn đã cho người ta có được cái cớ. Bây giờ ngài kháng chỉ, sợ là sẽ có không biết bao nhiêu người muốn bỏ đá xuống giếng. Chúng ta cũng chỉ vì tốt cho ngài mà thôi. La chiếu thở dài, đã đánh đến nước này, ta có chết muôn lần cũng không xóa được hết tội. Những hậu quả đó, ta cũng không quan tâm nữa, muốn xử lý như thế nào cũng được. Ta không phải quan văn, cũng không cầu ổn thỏa, chỉ cần không có chuyện là có thể thực hiện. Ta là võ tướng, trên chiến trường có thể trộn lẫn sao? Cho nên, suy nghĩ của đám quan văn không cách nào chân chính hợp mưu với tướng sĩ xa trường như chúng ta. Rút lui, bây giờ làm sao mà rút lui? Nếu thế cục trên chiến trường đang có lợi cho nước Yến, vì sao nước Yến lại còn muốn đàm phán với đại tống chúng ta? Đơn giản, bởi vì đại quân ta uy hiếp Yến Kinh, bọn họ không thể không đàm phán. Hiện tại rút lui mới thật sự muốn chết. Một khi uy hiếp của Yến Kinh được giải trừ, người cảm thấy đối phương cần thiết phải đàm phán với chúng ta sao? Một câu điểm trúng điểm mấu chốt, khiến cả đám đều ngưng trọng. Kết quả đàm phán có thể giải quyết được bao nhiêu? Có cơ hội tiêu diệt 3 triệu quân chủ lực nước Tống, là quân địch ai mà không đỏ mắt chứ? Nếu ta là mông Sơn Minh, một khi uy hiếp của Yến Kinh được giải trừ, ý chỉ của triều đình hoàn toàn có thể coi như đánh rắm, tất sẽ vạch mặt. Quân Tống chúng ta đừng hòng mơ tưởng đến việc có thể qua sông phía đông một cách dễ dàng hao tổn cũng là lương thảo của chúng ta bọn họ sẽ mài chết chúng ta mười vạn thiết kỵ binh của thương triều tông tới lui như gió như chó sói nhìn chằm chằm chúng ta là có ý gì bọn họ đang tìm cơ hội tốt nhất để ra tay muốn phối hợp với mông sơn minh để đẩy ba triệu người của chúng ta vào chỗ chết trong tay người ta đang nắm sáu trăm ngàn tù binh còn trên tay chúng ta một phần vốn liếng dùng để đánh bạc cũng không có cứ như vậy mà rút lui chúng ta còn có thể nói gì một khi uy hiếp của yến kinh được giải trừ Bọn họ buông tha cho chúng ta mới là lạ. Đến lúc đó, có cơ hội tiêu diệt chúng ta, cho dù Mông Sơn Minh kháng chỉ vạch mặt, Yến Kinh cũng sẽ mắt nhắm mắt mở. Đàm phán, người ta lập tức quên sạch, với số lương thảo còn lại của chúng ta, chúng ta có thể quay lại uy hiếp Yến Kinh nữa hay không? Cho nên, chúng ta không thể rút lui, chỉ có nắm Yến Kinh trong tay mới có thể đàm phán. Huống chi, trước mắt Triều đình còn chưa biết đang có 600.000 người bên phía chúng ta rơi vào tay nước Yến tin tức của tiền liên thắng còn chưa về đến triều đình, triều đình còn chưa biết chuyện đàm phán, cứ như vậy mà rút lui sao? Các người, ai có thể nói cho ta biết, làm sao mà rút lui? Kể một ngàn nói một vạn, gã ta vẫn đang tranh thủ sự ủng hộ của ba đại phái. Bên trong sứ quán nước Tống Chú đóng tại Yến Kinh, tiền liên thắng đang lo lắng chờ tin tức đồng thời nhận được ý chỉ từ Tống Kinh truyền đến cùng một lúc với La Chiếu. Ý của Tống Kinh yêu cầu hắn ta hòa đàm, với điều kiện nước Yến triệt binh khỏi cảnh nội nước Tống, nước Tống sẽ không tiến đánh Yến Kinh, đồng thời rút quân khỏi cảnh nội nước Yến. Thật ra, đàm phán cũng không nói nước Tống muốn triệt binh. Nước Tống không có cách nào giống nước Yến vỏ đã mẻ không sợ rơi, không có khả năng bỏ mặc mông sơn minh làm loạn bên trong cảnh nội nước Tống, huống chi là đem nước Tống đẩy đến tình trạng sinh tử tồn vong. Mục đích của nước Tống là ôm hy vọng, cũng có thể hy vọng trợ giúp La Chiếu xuất lĩnh 300 vạn đại quân thuận lợi lui về. Trong tin tức không hề đề cập đến chuyện 600.000 tù binh. Tiền liên thắng cảm thấy kỳ quái, triều đình vẫn chưa biết chuyện này hay là nước Yến đang nói hưu nói vượt. Bằng kinh nghiệm của hắn ta, triều đình nước Yến sẽ không dám đem chuyện này ra nói hưu nói vượn mới đúng. chương 1024, tù binh, ta sẽ không để lại một tên. Một, cũng may mà khoảng cách giữa La Chiếu với hắn ta không xa, tin phản hồi của La Chiếu rất nhanh đã đến. La Chiếu nói tình huống phức tạp, nhất thời còn chưa xác nhận được trong tay đối phương đang có 600.000 tù binh hay không. Bên phía triều đình đoán chừng cũng không rõ, nhưng căn cứ vào phán đoán của gã ta đối với tình huống chiến sự, việc 600.000 tù binh đó hoàn toàn có khả năng. La Chiếu cũng nói rõ sẽ không tuân chỉ rút quân, bảo hắn ta lấy cớ nước tống muốn xác minh chuyện 600.000 tù binh, yêu cầu nước Yến phối hợp. Làm như vậy cũng là để nước tống có thể xác nhận lại tình huống tù binh, cũng là để ổn định triều đình nước Yến. Nếu chẳng may chuyện là thật, cũng tránh được nước Yến sẽ ra tay xử lý 600.000 tù binh đó sau khi đại quân của gã ta vây khốn Yến Kinh, cũng có thể lấy cái đó làm vốn liếng đánh bạc cho nước Tống. La Chiếu đã biểu hiện muốn kháng chỉ bất tuân, tiền liên thắng bị buộc không thể không phối hợp. Huống chi, là người đàm phán, hắn ta cũng phải biết rõ tầm quan trọng của vốn liếng đánh bạc này. Cộng thêm việc phải xác minh lại có chuyện 600.000 tù binh hay không, cũng không thể nước Yến nói cái gì thì phải là cái đó, chỉ có thể phối hợp với La Chiếu. Tiền liên thắng đến phủ đại tư không để gặp mặt đồng mạch. Chuyện đàm phán, Thương Kiến Hùng đã giao cho đồng mạch chủ trì. Sau khi triều đình nước Tống nhận được tin tức nước Yến yêu cầu đàm phán, lúc này mới giật cả mình, mới biết được còn có chuyện 600.000 tù binh, vội vàng phái tu sĩ đi xác minh, đồng thời gửi tin tức trở lại cho tiền liên thắng, bảo hắn ta trước nghĩ biện pháp ổn định triều đình nước Yến. Núi Quần La, sau chiến thắng Thủy Công, quân Yến nghỉ ngơi dưỡng sức một ngày. Đợi đất khô giáo, tất cả mới chính thức xuất phát. Nhận được tin tức của Mạnh Tuyên từ Yến Kinh, cùng lâm sách tiến vào quân trướng, thấy mông sơn minh đang bố trí công việc với chư tướng liền bước sang một bên chờ đợi đợi tất cả xong xuôi cung lâm sách mới nói rõ ý đổ đến đây nói triều đình chuẩn bị đem 600.000 tù binh ra làm điều kiện đàm phán yêu cầu không được đụng đến những tù binh đó nghe xong chư tướng đều xôn xao ai nấy đều tức giận bất bình kết quả phần lớn người đều bị mông sơn minh đuổi ra ngoài đợi người không có phận sự lui ra hết tô khải vô cùng bất mãn nói cung trưởng môn thế cục bây giờ đang cực kỳ có lợi cho quân ta Nước Yến cũng đã rách bươm, còn cái gì phải sợ nữa chứ? Bây giờ, nội bộ phòng thủ nước Tống đang chống rỗng, hẳn là nước Tống phải sợ mới đúng. Để bảo đảm Yến Kinh mà yêu cầu thả 600.000 tinh nhuệ nước Tống ra, có khác gì nuôi hổ gây họa. Nhất định phải thừa thế đánh nước Tống tàn phế mới dừng tay. Trương Hổ cũng bất mãn, quân Tống muốn tấn công thì cứ việc tấn công, quan tâm đến đám người Yến Kinh làm gì, chẳng lẽ họ có chân mà không biết chạy hay sao? Khi cần bọn họ ủng hộ thì không thấy đâu khi giữ chân được cho bọn họ bọn họ ngược lại còn nhanh hơn so với ai khác đánh đến chỗ này huynh đệ của chúng ta cũng chết không ít vất vả lắm mới xoay chuyển được thế cục bây giờ nước tống đối mặt với quân ta chính là dê đợi làm thịt chiến sự là nước tống gây ra trước há có thể tùy tiện buông tha lại còn đàm phán thả người phải chuẩn bị rút quân ta là người đầu tiên không đồng ý những người này vốn không cùng một bọn với triều đình yến kinh chết hay sống đối với bọn họ mà nói chẳng đáng quan tâm Bảo bọn họ vì một yến kinh mà bỏ mất một cơ hội xả giận rất tốt, bọn họ đồng ý mới là chuyện lạ. Sắc mặt cung lâm sách trầm xuống, nhìn thì như bộ bộ oán trách, nhưng lại làm cho bản thân ông ta cảm nhận được cái gì gọi là kiêu binh hãn tướng. Đám người này dám ở ngay trước mặt ông ta, không để triều đình đang được ba đại phái ủng hộ vào mắt, xét theo một trình độ nào đó, chính là không để ba đại phái vào mắt. Mới đánh thắng mấy trận đã bắt đầu không coi ai ra gì. Cung lâm sách lạnh lùng vứt lại một câu, trong nháy mắt đã đè ép âm thanh bất mãn trong lều trướng. Quân trướng lạnh ngắt như tờ, Tô Khải và Trương Hổ nhìn nhau, sau đó cùng nhìn sang Mông Sơn Minh đang ngồi trên xe lăn. Hai người các ngươi lui ra hết đi, Mông Sơn Minh phất tay, Trương Hổ và Tô Khải cùng nhau chắp tay lui xuống, là Đại An và Lộ tranh một trái một phải đứng sau xe lăn. Ánh mắt Mông Sơn Minh bắt đầu rằng co với ánh mắt của Cung Lâm Sách. Cuối cùng, Cung Lâm Sách là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng, mông xoái, ta hiểu tâm trạng của mọi người, Mặc dù quyết định của triều đình hơi mang tính cá nhân, nhưng cũng là tốt cho mọi người. Muốn nói xả giận, Mông Soái ra lệnh cắt lỗ tai 600 ngàn tù binh, có trả đám người này về, người nào mất đi lỗ tai, cũng đều là sự sỉ nhục đối với nước Tống, có thể nói là xả được giận rất nhiều. Đám người Trương Hổ đều là thuộc hạ cũ của ngài, bây giờ cũng vẫn là thuộc hạ của ngài. Bọn họ sẽ nghe theo lệnh của ngài, mong Mông Soái giải thích cho bọn họ thông cảm. Mông Sơn Minh vẫn bình tĩnh, gần từng chữ tù binh ta sẽ không để lại một tên. Hai mắt cung lâm sách nheo lại, mông xoái, xin hãy vì đại cục mà suy nghĩ. Nếu cứ tiếp tục đánh xuống, cũng chẳng có lợi cho nước Yến, chỉ lưỡng bại câu thương với nước Tống mà thôi, đồng thời cũng bất lợi với Nam Châu. Có thể đàm phán cũng là chuyện tốt, mông sơn minh nói, bây giờ vẫn còn chưa đến thời điểm đàm phán. Cung lâm sách A một tiếng, mặc dù không đồng ý, nhưng vẫn khách sáo nói, nguyện nghe cao kiến của mông xoái. Mông Sơn Minh nói, đàm phán bây giờ muốn để cho La Chiếu xuất lĩnh 3 triệu quân chủ lực thuận lợi rút về nước Tống sao? Đồng thời trả 600.000 tinh nhuệ kia cho nước Tống, cung trưởng môn có nghĩ đến hậu quả sau này hay không? Lời vừa nói ra, giống như thức tỉnh được điều gì đó trong lòng cung lâm sách, khiến ông ta vô thức cau mày lại. Mông Sơn Minh tiếp tục nói, trả lại 600.000 quân tinh nhuệ, lại để cho 3 triệu quân chủ lực thuận lợi rút về, tổn thất của nước Tống thật ra không lớn, chẳng qua chỉ bị tổn thất trong tác chiến cục bộ mà thôi. Ta chinh chiến cả đời, đã từng giao thủ với nước triệu nước hàn nước tống biết rõ tầm quan trọng của quốc lực đối với tác chiến như thế nào trận chiến này quốc lực của nước tống vẫn còn lại còn mạnh hơn đại yến nhiều bất cứ lúc nào cũng có thể để giành chiến một trận nếu để cho nước tống có đầy đủ tinh binh đứng trên góc độ quân nhân nước yến mà xem đây chính là sự uy hiếp to lớn đối với đại yến và ta không cho phép điều này xảy ra cung trưởng môn nước tống hùng hổ mà đến kết quả lại đem đá đập chân mình người cảm thấy bọn họ sẽ từ bỏ ý đồ sao nhất là trong tình huống vẫn còn quốc lực và binh lực bọn họ sẽ bỏ cuộc trong mắt của ta nếu bọn họ đáp ứng điều kiện đàm phán của triều đình mà triệt binh cũng chỉ là tình thế bức bách nhất thời để vãn hồi thế cục bất lời mà tạm đưa ra quyết định rút lui quốc lực và binh lực tổn thất không lớn vẫn còn mạnh hơn đại yến chúng ta nhiều người cảm thấy bọn họ sẽ nuốt cuộc tức này cúi đầu nhận thua với một đại yến thực lực kém hơn một khi để bọn họ hoàn thành chiến lược tạm thời rút lui một lần nữa ổn định bước chân, tất sẽ tấn công nước yến chúng ta lần nữa. Đây không phải là phỏng đoán nhất thời, mà là tình huống của đang bày ra trước mắt của đại yến, bị bọn họ dày vò, trở nên quá yếu ớt, quá dễ bị bắt nạt, chẳng khác nào đứa bé ba tuổi. Nước yến cung cấp lương thảo cho đại quân đã khó, còn không thừa cơ hội này đánh, về sau người còn có thể đánh ai nữa chứ? Một khi để nước tống ngóc đầu trở lại, muốn một lần nữa tấn công bờ sông phía đông sẽ rất khó chẳng lẽ cung trưởng môn cho rằng chúng ta sẽ còn có được cơ hội như thế? Trường 1025, tù binh, ta sẽ không để lại một tên. Hai, không có đâu, ngay cả việc tổ chức nhân mã cũng đã khó rồi, cơ hội trước mắt sẽ không còn. Đến lúc đó, ai đến chỉ huy đại quân tác chiến cũng đều vô dụng thôi. Không một đố gột nên hồ, đại yến nhất định sẽ bị diệt phong. Còn có nước Hàn, nước Tống rút lui, nước Yến bị dày vò đến tình trạng hư nhược. Nước Tống vừa rút đi, tiếp theo sẽ đến phiên nước Hàn phát động tấn công với Đại Yến. Sau khi nước Hàn phát động tấn công, cho dù nước Tống không lập tức ra tay, cũng sẽ đợi nước Hàn xua binh tấn công nước Yến trước. Nước Tống đã phải trả một cái giá rất lớn, không có khả năng ngồi nhìn nước Hàn chiếm hết tiện nghi. Nghe xong, cùng lâm sách hãi hùng, im lặng một lát rồi hỏi tiếp, tiếp tục đánh xuống có thể phòng ngừa nước Hàn xuất binh hay sao? Mông Sơn Minh Đáp, Hỏa Thủy Đông Dẫn, chủ soái của nước Hàn là Kim Tước, ta và ông ta đã từng giao thủ qua, biết rõ người này rất giỏi kiên nhẫn am hiểu nắm giữ thời cơ tấn công tốt nhất không nắm chắc là ông ta không dễ dàng ra tay đây cũng là nguyên nhân người nước hàn chậm chạp không động thủ với nước yến thiệu đăng vân đánh trận vẫn phải có một tay có ông ta tỏa trấn bắc châu kim tước sẽ có sự kiêng kỵ ta đoán kim tước không đến vạn bất đắc dĩ ông ta sẽ không xung đột chính diện với trọng binh tập kết ở bắc châu ông ta đang chờ hỏa lực của ông ta tập trung ngoài biên cảnh chính là cơ hội tấn công tốt nhất có lợi nhất nhất định phải trông chừng, không thể để ông ta nhìn chằm chằm đại yến được, phải đem ánh mắt của ông ta chuyển sang nước tống. Thế cục trước mắt chính là thời cơ rất tốt, la chiếu tuổi trẻ nóng tính, tham lớn cầu nhanh, đã tạo ra kỳ ngộ trong chiến lược quan trọng của đại yến. Đại yến ta quyết định không thể bỏ lỡ, nhất định phải nắm chặt lấy. Chỉ cần quân ta chặn 3 triệu đại quân của La Chiến bên bờ sông phía đông không cho quay về, đồng thời đảo loạn nội bộ nước Tống, mắt thấy dễ như trở bàn tay, kim tước tất sẽ xua binh nhào về phía nước Tống cung lâm sách đã hiểu rõ ý định của mông sơn minh khẽ gật đầu nhưng lại do dự nói trước mắt nước yến còn chưa dìm được thực lực của nước tống chúng ta trả cái giá lớn như vậy kết quả lại dâng món ngon cho nước hàn một khi nước hàn chiếm được nước tống chỉ sợ chưa chắc đã lĩnh tình của chúng ta nước hàn phát triển an toàn chính là sự bất lợi đối với đại yến mông sơn minh nói cho nên đến lúc đó mới là lúc đàm phán với nước tống còn bây giờ đàm phán là muốn chết chỉ khi nào đánh nước tống tàn phế để nước tống nóng lòng tự vệ, không còn đường lui nào khác, khi đó bọn họ mới thật tâm chứng thực kết quả đàm phán. Trên chiến trường đánh không lại người ta, đã không để người ta khuất phục, bây giờ còn trông cậy vào đàm phán, tranh đua miệng lưỡi bảo người ta phục mình, đúng là không thực tế. Nói đến đây, ông phất tay ra hiệu, là Đại An lập tức quay xe lăn, đẩy ông đến trước tấm bản đồ. Cung lâm sách cũng đi theo, mông sơn minh cầm cây gậy nhỏ mà La Đại An đưa đến, chỉ vào tấm bản đồ, hai nước đều suy yếu, sau khi hai nước đàm phán thành công, ai cũng không muốn nhìn thấy đối phương trở thành cô hồn giã quỷ trước đao của nước Hàn rồi đến phiên mình, khi đó mới có thể nhất trí đối kháng kẻ địch chung. Đàm phán xong, nước Yến và nước Tống đều có cơ hội thở dốc, song phương bãi bình, binh lực giao chiến có thể tập kết ở phía Bắc. Có thể nói, hai nước đều có thể tập kết binh lực cường đại nhất ở phương Bắc để nhằm vào nước Hàn. Lúc này, chỉ có hai nước liên thủ mới có thể làm cho nước Hàn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thu phục nước Tống, Uy hiếp của nước Yến ở phía đông sẽ được giải trừ. Còn phía bắc của nước Yến, sau khi bãi bình nước Tống xong, chúng ta có thể tăng cường nhân mã phòng ngự phía bắc. Trong tình huống liên thủ với nước Tống, phía bắc của chúng ta sẽ không còn lo nữa. Phía nam là biển rộng mênh mông, đầu nhập binh lực trên biển sẽ rất lớn, cho nên khả năng phía nam xuất hiện nguy hiểm sẽ không cao. Phía tây, Nam Châu đồng ý quét sạch gió trướng cho Đại Yến. Đạo gia có đủ lực ảnh hưởng đối với Kim Châu nước Triệu. Một khi nước triệu nổi lên, không cần thông qua triều đình, Nam Châu sẽ chủ động liên thủ Kim Châu cùng nhau ngăn địch. Đây là chiến lược lớn mà lão già tàn phế ta đã định ra cho Đại Yến. Nếu ba đại phái chiếu theo chiến lược này mà chấp hành, tạm thời có thể giải trừ nguy cơ cho Đại Yến. Chỉ cần có thể đạt được mục đích chiến lược, mặc dù có vẻ hơi yếu ớt, nhưng có còn hơn không, có thể vì Đại Yến mà tranh thủ cơ hội thở dốc, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi lại sức, tích trữ quân lực. Đợi Đại Yến ta binh cường mã tráng, quốc lực hùng hậu, còn người nào dám xâm phạm nữa không? Cung lâm sách nhìn chăm chú tấm bản đồ, trong đầu ngẫm nghĩ lời nói của mông Sơn Minh, một lát sau mới thở ra một hơi. Qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên có người đứng trên góc độ chiến tranh chỉ điểm chiến lược tác chiến hùng vĩ một cách toàn diện cho ông ta như vậy, trong lòng ông ta mơ hồ có chút rúng động. Rất nhiều chuyện đang trong thế ép buộc phải ứng đối đã trở nên có trật tự, suy nghĩ cũng quyết đoán hơn. Sau khi cảm khái, ông ta lại thở dài, nhưng nếu mông Soái không buông tha cho đám tù binh đó, Yến kinh sợ rằng sẽ rơi vào nguy hiểm. Giọng điệu hùng hổ dọa người trước đó đột nhiên không còn. Mông Sơn Minh nói, chỉ cần binh phong nước ta trực chỉ nội bộ nước tống, đối mặt với áp lực khó có thể chịu được, ý đồ la chiếu kiến đánh Yến Kinh sẽ không kiên trì được bao lâu, tất sẽ phải rút quân. Không cần quá lâu, khoảng 7-8 ngày là đủ. Kinh thành, thành tường vừa cao vừa rộng, dễ thủ khó công, nếu hai triệu nhân mã trong vòng 7-8 ngày cũng không giữ được, ta thật sự không biết Kinh Thành giữ lại đám phế vật kia còn có thể làm được gì mất thì cứ để nó mất, dù sao đại yến cũng chẳng còn cái gì tốt. Cung lâm sách nói, xem ra mông soái khăng khăng muốn như vậy. Mông Sơn Minh nói, có thể miễn trừ trước đại tướng Đông Trinh của ta, cũng có thể giết ta rồi thay người đến chỉ huy. Khóe miệng cung lâm sách mấp máy, bây giờ ông ta thật sự không dám động mông Sơn Minh, nhất là sau khi nghe mông Sơn Minh nói, đồng thời cũng thấy được thái độ của đám người trương hổ. Ông ta không nói gì nữa, quay người chuẩn bị liên lạc lại với Mạnh Tuyên là Đại An đẩy mông Sơn Minh về vị trí cũ, sau đó thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Lắng nghe thật lâu, trong lòng lộ tranh vô cùng rúng động. Lời nói của mông Sơn Minh có thể giúp cho hắn ta mở mang tầm mắt. Hắn ta không nhịn được bước đến bên cạnh mông Sơn Minh, hỏi dò một tiếng, mông xoái, nếu giết 600.000 tù binh kia, sẽ tạo thành ảnh hưởng không nhỏ cho danh dự của ngài. Ta còn có thể sống được bao lâu nữa chứ? Có một mình ta, chỉ cần nước Yến có thể đánh thắng, cần danh dự đó làm gì nữa? lộ tranh người nhớ kỹ sát phu trong tình huống này tức là nhắm vào nước tống cũng là nhắm vào chiến lược chiến thuật của chúng ta mà đưa ra lựa chọn đại quân ta tiến vào cảnh nội nước tống lương thảo không đủ lại dùng cho những chuyện vô ích sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với sĩ khí về sau cũng không biết sẽ gặp phải khó khăn gì nước yến đã đến trình độ này rồi không còn đường lui tướng sĩ nhất định phải hạ quyết tâm dùng hết toàn lực mới có thể vãn hồi thế cục sát phu kết thù sợ quân tống trả thù tướng sĩ đánh vào nước tống tất không dám hàng, mới có thể liều chết tác chiến, nhân mã trong nước giao thủ với quân tống cũng không dám đầu hàng. Sát phu kết thù, lộ tranh kinh ngạc nhìn mông sơn minh lần nữa, nội tâm rúng động. Một lần đồ sát 600 000 tù binh nước tống, sao có thể không kết thù chứ? Chẳng những kết thù, mà còn là đại thù, trở thành một mối sỉ nhục khắc cốt ghi tâm cho toàn bộ nước tống. Nếu nước tống có cơ hội, làm sao mà không rửa mối hận này được chứ? Chương 1026, binh lâm thành hạ. Thì ra cái này là cố ý, ngoại trừ chiến lược nói với cung lâm sách trước đó, Mông Sơn Minh còn muốn cắt đứt đường lui của các binh sĩ tấn công nước Tống, bức bách các tướng sĩ anh dũng tử chiến. Không ngờ sát phu cũng có thể trở thành một phương thức cổ vũ sĩ khí. Hắn ta hiểu, phía sau có quá nhiều nguyên nhân như vậy, khó trách Mông Soái không tiếc mang tiếng xấu, gây áp lực với ba đại phái cũng khăng khăng phải làm như vậy đại quân rời khỏi núi quần la áp giải đám tù binh cùng đi theo tù binh phải gánh quân nhu của đại quân có thể giải phóng được sức lực cho nhân mã nước yến nơi đã bị ngâm qua trong nước mặc dù mặt đất đã khô lại không ít nhưng ven đường vẫn còn đọng rất nhiều vũng bùn đi lại hơi khó khăn một chút tù binh gánh đồ mông sơn minh không muốn lãng phí lương thực trên người bọn họ chỉ cấp cho ít nước canh để húp thể lực không tốt lại còn phải gánh đồ nặng tình huống khó khăn là có thể nghĩ mà đám tù binh này người nào cũng bị thương mất đi một lỗ tai, gương mặt ai nấy đều có vết máu chảy xuôi. Mặt đất đầy bùn khiến tốc độ đại quân tiến lên khá chậm. Đạo gia, công tôn bố gửi tin đến, còn có hầu tử mặt đỏ. Tin tức hai bên gần như đến đồng thời. Trong núi, quản phương nghi lấy ra hai phong thư, như hữu đạo xem của công tôn bố trước, cũng không có gì khác, chỉ thông báo đại quân nước Yến ở núi Quần La đã xuất phát. Về phần tin tức viên cương truyền đến, là chữ viết chỉ hai người quen thuộc, như hữu đạo lập tức biết đây chính là tin tức tuyệt mật. Xem ra, Cao Kiến Thành ở Yến Kinh đã có câu trả lời. Tin tức của Cao Kiến Thành đến muộn cũng có thể hiểu. Ngoại trừ việc cần phải giữ bí mật, hắn không thể để cho đám người quản phương nhi biết hắn có liên quan đến Cao Kiến Thành. Tin của Cao Kiến Thành gửi về chỗ viên cương trước, đến chỗ hắn chế cũng là chuyện bình thường. Như hữu đạo tập trung xem qua ý kiến của Cao Kiến Thành, rất đúng trọng tâm. Trước tiên, Cao Kiến Thành nhắc đến chuyện Yến Kinh chuẩn bị đem 600.000 tù binh làm vốn liếng đánh bạc trước để cho Ngưu Hữu Đạo có cái mà đo đếm. Về sau, Cao Kiến Thành cũng không nói 600.000 tù binh đó có nên giết hay không, chỉ nói ra ý kiến để Ngưu Hữu Đạo có thể tham khảo. Dù sao cũng có đến 600.000 tù binh, giết một lượt 600.000 người thì không nói, nhưng ảnh hưởng danh dự của Mông Sơn Minh là có thể nghĩ. Ít ra cái danh cuồng sát nhân là chạy không thoát, không giết, nuôi tốn lương thực hiển nhiên là không cần thiết, chỉ bằng đưa cho triều đình làm vốn đánh bạc. Nếu muốn giết, cũng có thể giải thích tốt nhất đừng nên giết quá trực tiếp, sau khi đem ra làm vốn đánh bạc, giết sẽ phù hợp hơn. Vốn đánh bạc này không chỉ dùng cho triều đình mà còn dùng cho thương triều tông và mông sơn minh. Ý của Cao Kiến Thành là, mông sơn minh dùng thứ này để yêu cầu lương thảo từ quân tống. Tin tức truyền về tống kinh, triều đình tống kinh tất sẽ chia thành hai phe để tranh luận. Một phe sẽ vì 600.000 tinh nhuệ này mà đồng ý, phe còn lại sẽ từ chối. Nhưng điều kiện tiên quyết là, Yến Kinh lấy 600.000 tù binh làm điều kiện yêu cầu quân Tống triệt binh kèm theo lương thảo. Tống Kinh chắc chắc sẽ ngại điều kiện của bọn họ quá hà khắc, cũng lo sau khi Mông Sơn Minh có được lương thảo sẽ như hổ thêm cánh. Một khi đổi ý sẽ gây nguy hiểm cho nước Tống. Bởi vậy, triều đình Tống Kinh sẽ không thể tránh khỏi việc có hai phe trở lên tranh luận với nhau. Làm như vậy, chỗ tốt sẽ có mấy điểm. Một khi sát phu, triều đình truy cứu, Mông Sơn Minh có thể vịn vào lương thảo không đủ để tố khổ, ngăn cản triều đình truy trách. Ai bảo bọn họ không được tiếp tế đủ lương thực, trong khi triều đình lại không cách nào cung cấp. Một cái khác, Mông Sơn Minh có thể nói nước Tống không có thành ý, khiến ông ta nổi giận mà giết chết, nhiều ít cũng có thể làm tiêu tan ảnh hưởng trái chiều của việc sát phu, có thể đẩy trách nhiệm cho nước Tống, chỉ trích nước Tống không muốn cứu tù binh, làm yếu đi lòng người và sĩ khí quân Tống. Chỗ tốt cuối cùng, một khi tù binh bị giết, những người chủ trương đồng ý cung cấp lương thực trong triều đình Tống Kinh sẽ chỉ trích những người không đồng ý, khiến cho 600.000 tù binh bị ngộ sát, có thể khiến cho triều đình tống kinh tranh chấp, đấu đá nhau. Ý của Cao Kiến Thành nói cho cùng, làm chuyện xấu cũng phải tìm lý do để biện minh mình không phải người xấu, còn phải tận lực thừa cơ hội tạo phiền phức cho đối thủ. Sau khi xem xong ý kiến của Cao Kiến Thành, nhiều hữu đạo nhếch miệng, phát hiện đúng là người đắm chìm trong triều đình quá lâu, một bụng toàn suy nghĩ xấu, phương diện này quả nhiên chơi rất mượt. Nhiều hữu đạo vẫn là thái độ kia, không tất yếu, hắn sẽ không can thiệp vào chuyện trên chiến trường chuyện chuyên môn nên giao cho người chuyên nghiệp làm hắn chỉ chuyển ý kiến của cao kiến thành cho mông sơn minh đương nhiên hắn sẽ không để lộ bất cứ dấu hiệu nào hắn có liên quan đến cao kiến thành toàn bộ đều chuyển thành ý kiến của mình hai bên cách nhau không xa công tôn bố rất nhanh nhận được thư của hắn đem mật tín dịch ra rồi giao cho mông sơn minh trên con đường đầy bùn khi mông sơn minh nhận được tin chính là lúc đang ngồi trong xe ngựa chậm rãi tiến lên tin là do công tôn bố từ cửa sổ đưa cho la đại an còn lộ tranh thì trở thành sa phu khống chế xe ngựa. Sau khi xem qua tin tức, mông sơn minh vuốt râu lắc đầu, tặc lưỡi thở dài, đạo gia chính là đạo gia, ngay cả miếu đường cũng muốn tranh thủ một tay. Ông thật sự bội phục nghiêu hữu đạo từ tận đáy lòng. Mặc dù ông ta đánh trận lợi hại, nhưng đối với chuyện triều đình, chẳng khác nào người ngoài, không quá am hiểu. Nói chính xác, không phải ông ngu, mà là ông không quá coi trọng, cũng chẳng muốn dồn quá nhiều tinh lực để suy nghĩ. Tinh lực của con người có hạn, phân tán quá nhiều sẽ không cách nào tinh thông được một môn. khi ninh vương còn sống, ông chỉ tập trung tinh thần nghiên cứu đánh trận, còn chuyện trên triều đình, ông chẳng quan tâm, tất cả đều có ninh vương đỡ hết. bây giờ ông lại càng chẳng có lý do gì phải quan tâm suy nghĩ của triều đình. còn như hiếu đạo, từ đầu đến cuối, chuyện chiến sự chẳng có bất cứ trói buộc gì với hắn, hắn chỉ cung cấp sự trợ giúp hữu ích, khiến cho mông sơn minh cảm thấy rất dễ chịu, không giống như ba đại phái cứ thích chen chân vào. Có người tài giỏi luôn ở đằng sau kịp thời hóa giải những nguy cơ, ông cảm thấy đây đúng là một chuyện may mắn. Ví dụ như chuyện Bình Định trước đó, nguy cơ đến gần, Nam Châu không có ai phát hiện ra, chỉ có Ngưu Hữu Đạo nhận ra triều đình đang định ra tay với Thương Triều Tông, lập tức điều 10 vạn thiết kỵ sắp lâm vào kiếp nạn ra khỏi Nam Châu, để mông sơn minh ông xuất lĩnh 10 vạn thiết kỵ kịp thời thoát khỏi hiểm cảnh. Để Thương Triều Tông một mình gặp nạn, lúc đó đối với người coi trọng tình cảm như mông sơn minh khó mà tiếp nhận được. Mông Sơn Minh muốn dẫn người đi cứu, cũng là nghiêu hữu đạo phái người cản lại. Chuyện cho đến bây giờ, ngẫm lại, xét theo một trình độ nào đó, chỉ cần Mông Sơn Minh và thực lực Nam Châu vẫn còn, triều đình sẽ không dám làm gì thương triều tông. Xét theo một góc độ khác, thương triều tông ở lại gánh chịu hậu quả, là chịu tội, chuyện giết thi thăng cũng xem như giảm nhẹ. Nhìn tình huống lại một lần nữa, nghiêu hữu đạo là người lý trí và tỉnh táo nhất. Kết hợp với tình hình của thương triều tông lúc đó, thậm chí có thể nói là lý trí đến đáng sợ. Nếu không có nhiều hữu đạo, hậu quả như thế nào là có thể tưởng tượng được. Lúc trước, Hồ hào muốn xuất binh cứu nước Yến cũng là bọn họ, nhưng bình định chướng ngại và đề phòng nguy hiểm khi xuất binh cho bọn họ lại là nhiều hữu đạo. Nếu không có nhiều hữu đạo đứng đằng sau ra tay, chỉ dựa vào chuyện thương Triều Tông giết thi thăng, hậu quả cũng khó mà tưởng tượng, làm sao có được cuộc diện như bây giờ. Trường 1027, ngay cả bệ hạ cũng phải bồi tiếp ngươi một. Trên không trung xuất hiện một phi cầm, bên ngoài cửa sổ rất nhanh vang lên giọng nói của Trương Hổ, Đại Soái, người của Tống Kinh đến, muốn xác minh nhân số tù binh. Mông Sơn Minh khép lại mật tín trong tay, lạnh lùng nói, thông báo các tổ cẩn thận đề phòng, để bọn họ xác minh. Ngoài ra thông báo cho người của nước Tống, bảo mang lương thực cho tù binh đến. Đàm phán hai nước Tống Yến đã có kết quả, nhưng cũng không ngừng lại bước chân của quân Tống. 500.000 quân tiên phong của nước Tống rốt cuộc đã binh lâm hạ thành, bao vây Yến Kinh. Cửa thành Yến Kinh đóng chặt, nhân mã thủ vệ trên đầu thành giống như lâm đại địch. Các công trình phòng thủ đã chuẩn bị xong, trong thành tổ chức 500.000 dân phu phối hợp với quân thủ thành. Bởi vậy, có thể thấy được, chỉ cần có quyết tâm đề phòng, lực lượng chống cự bên trong thành Yến Kinh tuyệt không chỉ có 200.000 thủ quân. Cho dù là vậy, bách tính trong thành vẫn rất lo lắng. Ngoài thành có tu sĩ đưa tiền liên thắng ra ngoài để gặp mặt với tướng lĩnh quân tống. Tiền liên thắng khuyên bảo, cộng thêm nhận được quân lệnh của La Chiếu, quân tống tạm thời chỉ vây công, chờ kết quả đàm phán được chứng thực. Một khi chứng thực bất lợi, quân tống lập tức công thành. Quân tống ngoài thành kêu gào đe dọa, thỉnh thoảng đánh chống thổi hiệu, tạo nên uy áp cho người trong thành. Tại một góc nào đó trong hoàng cung, hiếm người nào dám đến gần. Bởi vì một số thi thể trong cung đều được tập trung ở đây để thiêu. Không ai dám nhắc đến nguyên nhân cái chết của đám phi tần. Mặc dù biết không thể gạt được, nhưng đại tổng quản Điền Vũ vẫn hạ lệnh cấm, không được bàn tán về người chết. Thương Kiến Hùng tạm thời không dám về hậu cung, ngay cả ngủ cũng ngủ trong một gian phòng nhỏ ở ngự thư phòng. Ông ta đang sợ cái gì, người chung quanh đều biết rõ, nhưng không ai dám nói thẳng. Quân địch ngoài thành kêu gào, bên trong thành, đồng mạch đang cầm kết quả đàm phán thương lượng trình tự trao đổi người với đám người Thương Kiến Hùng. Cũng không còn cách nào, đã muốn chứng thực kết quả đàm phán, lại phải quan tâm đến cảm xúc của Thương Triều Tông, thế cục bây giờ không còn là Thương Kiến Hùng không quan tâm đến Thương Triều Tông mà ra lệnh nữa. Thương Triều Tông đang nắm binh quyền trong tay, binh quyền là thứ mà quan văn rất ghét ở quan võ, đồng thời cũng là thứ khiến quan văn e ngại nhất. Cho nên, chỉ cần có cơ hội, quan văn hận không thể hạn chế việc tăng thêm binh quyền trong tay quan võ. Lúc này, nếu dám chọc giận Thương Triều Tông, kết quả đàm phán như thế nào cũng vô dụng. Trước đó, Thương Kiến Hùng hy vọng 10 vạn thiết kỵ tiến đánh quân Tống. Bây giờ, ông ta lại sợ Thương Triều Tông xúc động làm hỏng chuyện của ông ta. Đứng trên góc độ của Thương Kiến Hùng mà nhìn Thương Triều Tông hoàn toàn có lý do để làm như vậy. Mạnh Tuyên đến, không thèm quan tâm thủ vệ bên ngoài, trực tiếp xông vào. Thương Kiến Hùng đứng lên, chờ mong hỏi, "Mạnh trưởng môn, công việc tiền tuyến, ba đại phái đã an bài thỏa đáng chưa?" Mạnh Tuyên do dự một chút, việc này nói ra ông ta cũng hơi xấu hổ, cũng khó mà mở miệng. Dù sao trước đó cũng là ông ta mở miệng cam đoan, nhưng cũng không còn cách nào, tin tức mà Cung Lâm sách truyền về hoàn toàn có lý. Chủ yếu nhất đám người mông sơn minh là quân tự lập ỷ vào năng lực đối với thế cục căn bản không nghe theo ba đại phái lúc này ba đại phái chỉ vì đảm bảo lợi ích của mình cũng không dám làm gì mông sơn minh nếu không hậu quả cũng khó mà lường được nhìn phản ứng của ông ta đám người thương kiến hùng khẩn trương lên ngay cả thở mạnh cũng không dám mạnh tuyên chậm rãi nói bệ hạ đoán chừng quân tống không bao lâu nữa sẽ phát động tấn công bảo đại quân làm tốt tử thủ chuẩn bị sống chết cùng yến kinh nàng dâu xấu cũng phải gặp cha mẹ chồng việc này dù thế nào cũng khó mà giấu giếm khó mà mở miệng cũng vẫn phải nói ra có điều với chư vị ở đây hậu quả tương đối dọa người thương kiến hùng chừng hai mắt thương vĩnh trung chố mắt điên ngữ ngạc nhiên cao kiến thành không có thái độ gì trong lòng chỉ hơi hồi hộp nhưng cũng chuẩn bị trước tinh thần dù trước đó nghiêu hữu đạo có nhắc đến chuyện giết hay không nhưng biết hắn đã từng cân nhắc tới trong lòng lão vẫn thầm thở dài xem ra hắn vẫn quyết tâm muốn giết những tù binh kia. Náo loạn lớn đó, lão không biết quyết định giết người thuần túy là của mông Sơn Minh, còn tưởng là ý của Ngưu Hữu Đạo. Đồng mạch trợn trừng hai mắt, hoảng sợ nói, mạnh trưởng môn, người nói vậy là có ý gì? Mạnh tuyên nói, chuyện này khá khó khăn, bên mông Sơn Minh kiên trì giết người. Đồng mạch phẫn nộ, vì sao ba phái lớn không ngăn CNA? Chẳng lẽ không cản được sao? Lão không thể chấp nhận được hiện thực này lần đàm phán này lão đã phí không ít tâm huyết bên nước tống dở công phu sư tử hoạc một trong các điều kiện lui bình là giao thương chiêu tông và mông sơn minh cho nước tống hoặc giết chết cũng được đương nhiên đồng mạch chỉ ước gì có thể diệt trừ được hai tai họa này nhưng lúc này có muốn cũng bất lực thương chiêu tông cùng mông sơn minh không phải người triều đình bài bố được huống chi lúc này cũng không thể trêu vào hai vị kia đương nhiên là nghiêm túc cự tuyệt ra sức bảo vệ hai người kia đây là lần đầu tiên lão phí tâm huyết và miệng lưỡi như thế chỉ để bảo vệ thương chiêu tông và mông sơn minh, kết quả đổi lại là đối phương đẩy bọn họ vào hố chết. Nhưng lời này mạnh tuyên làm sao nói được, không phải không ngăn cản được, nếu ba phái lớn muốn cưỡng ép ngăn cản, thì làm sao không làm được. Mà là sau khi nghe mông sơn minh phân tích đạo lý, họ cảm thấy không thể ngăn cản. Nhưng đạo lý kia không thể nói với những người này được. Quân Tống đã vây thành, bảo những người này hy sinh vì đại cục sao. Bảo những người này lấy mình ra làm vật hy sinh sao. Từ trước đến nay vẫn là bọn họ định ra chiến lược, hy sinh người khác, giờ để bọn họ làm vật hy sinh trong chiến lược của Mông Sơn Minh, sợ là họ rất khó mà chấp nhận. Mấu chốt là trước đó những người này vẫn cố gắng khống chế nhiễu loạn, để ổn định lòng người, giả vờ giả vịt làm gương, không cho gia đình rút khỏi kinh thành. Trước đó không rút lui là vì những người này biết, cuối cùng nếu có rút lui, gia đình khác không đi được, duy chỉ có gia đình họ sẽ không bị triều đình từ bỏ, vì bọn họ là đại diện cho triều đình kiên trì đến cuối cùng sẽ rút lui. Kết quả là không rút lui, vì thế cục đã xoay chuyển, 10 phần chắc chín là không cần rút lui nữa. Ai mà ngờ nổi mông Sơn Minh lại nghĩ ra cách này. Giờ thì tốt rồi, trước đó đi được thì không đi, giờ quân tống bao vây kinh thành rồi, gia đình của họ có muốn đi cũng không đi được. Đại quân vây thành, một đám tu sĩ nhiều nhất chỉ có thể bảo vệ cho cao tầng triều đình giết ra ngoài, không thể mang theo toàn bộ thê nhi cao tầng. Quá nhiều người, một nhà hơn trăm người cũng không tính là nhiều, để cho mỗi tu sĩ kinh thành đều mang theo một người thì làm sao mà giết ra ngoài được nếu làm vậy sợ là chính tu sĩ cũng đừng mong chạy thoát một khi thành bị phá có thể hình dung được hậu quả mạnh tuyên cũng không muốn đấu võ mồm với bọn họ hắn ta biết mình không đấu lại nổi những lão già quen luyện công phu mồm mép trên triều đình không nói đến chiến lược của mông sơn minh vì lợi ích của mình ba phái lớn cũng chọn hy sinh lợi ích của những người này quả thực lão cũng khó mà nói chuyện này ra được hắn ta chỉ giải thích đơn giản Mông Sơn Minh rất được quân tâm, kiên trì ý mình, tình thế trước mắt tại Hạ Không Tiện ép buộc. Đồng Mạch nói: "Mạnh trưởng môn, việc này quan hệ tới chuyện lui binh của hai nước, có lợi cho Đại Yên, cũng có lợi cho ba phái lớn. Ba phái lớn quyết không thể ngồi nhìn Mông Sơn Minh làm bậy. Ngồi nhìn, nếu bức nhân mã tiền tuyến đến mức làm phản, không thể nào uy hiếp nước Tống được nữa, quân Tống vây thành sẽ không còn gì cố kỵ, đương nhiên sẽ công thành. Kinh thành cũng không giải được nguy hiểm, Mông Sơn Minh khống chế hoàn toàn binh quyền." nhất định phải như thế, ba phái làm sao mà bức bách. Trường 1028, ngay cả bệ hạ cũng phải bồi tiếp ngươi, hai. Thương kiến hùng giận đến run lẩy bẩy, đây nhất định là chủ ý của nghịch tặc thương chiêu tông kia, có ý đồ mưu hại quả nhân. Lão nhất định cho rằng như vậy, Mạnh Tuyên cũng lười giải thích. Mà thương kiến hùng cũng cực kỳ chắc chắn nhận định thương chiêu tông muốn hại mình. Đồng mạch lại khổ khuyên, Mạnh trưởng môn, người không ngại khuyên bảo bọn họ, hòa đàm với họ cũng là tốt cho họ, nước yên sụp cũng không có lợi gì với họ nếu bọn họ có ý định gì thì cứ bày ra rồi bàn bạc nể tình bọn họ tác chiến có công ta nghĩ bệ hạ cũng sẽ không tiếc trọng thường dứt lời lão chắp tay với thương kiến hùng bệ hạ thương chiêu tông chỉ huy đại quân tác chiến hoàn toàn chính xác có công lớn thần xin bệ hạ luận công ban thưởng có thể chia định châu làm đất phong cho dung thân vương thương vĩnh trung lập tức chắp tay hùa theo thần tán thành cao kiến thành thấy tình thế như vậy lại thấy đồng mạch đang liều mạng nháy mắt với mình cũng chắp tay ủng hộ thần tán thành thương kiến hùng cân nhắc một lát rồi nặng nề gật đầu được quả nhân chuẩn thấy đám người này đột nhiên hào phóng như vậy mạnh viên thầm cười lạnh trung bụng ngoài mặt vẫn thở ơ chưa được mông sơn minh chỉ điểm giang sơn thì thôi sau khi được ông ta phân tích rõ ràng lợi hại cũng biết nguy hại to lớn khi thỏa hiệp với nước tống định châu hay không định châu cũng không quan trọng bằng lợi ích của ba phái mấy người này đồng ý cũng vô dụng Lúc này ba phái sẽ không đồng ý, nhưng hắn ta sẽ không nói ra rằng ba phái lớn đã quyết định hy sinh lợi ích của những người này, đương nhiên cái oan ức này sẽ phải đổ lên lưng người khác. Hắn ta lắc đầu, Bệ hạ đã biết thương chiêu tông nghĩ gì, cần gì phải làm như vậy, vẫn nên toàn lực giữ thành đi. Chư vị yên tâm, một khi thế cục không thể vãn hồi, ba phái lớn nhất định sẽ không ngồi nhìn mấy vị gặp nạn, nhất định sẽ dốc toàn lực hộ tống mấy vị thoát hiểm. Dứt lời, hắn ta xoay người, không quan tâm đến mấy người ở đây nghĩ gì thong dong rời đi, không muốn, cũng không cần dài dòng nữa. Trong ngự thư phòng chỉ còn lại mấy người, sắc mặt ai cũng khó coi. Mấy người vẫn phải tiếp tục bàn bạc, chỉ là chủ đề từ đàm phán thế nào chuyển thành liều mạng thủ thành thế nào. Trong ngự thư phòng chẳng còn ai, thương kiến hùng tê liệt ngồi trên ghế, ánh mắt vừa bi phẫn vừa đau thương. Lão không hiểu tại sao Đại Yên lại lưu lạc tới nước này, vì sao triều đình còn không có tướng lĩnh có thể chiến đấu. Dù chỉ có một người thôi, há có thể bị bọn thương chiêu tông bức thành dạng này sao? Thực ra trong lòng lão hiểu rõ nguyên nhân, tướng lĩnh có thể chiến không thể ngoi ra từ trong lục đục triều đình được, đều phải ma luyện từ trong thực chiến ra. Mà những người đó, hoặc là bị lão thanh tẩy sạch, hoặc là bị lão dồn đến phe đối lập, chỉ là chính lão không nguyện ý đối mặt với sự thật này mà thôi. Điền ngữ cúi đầu trầm mặc thân là tổng quản đại nội, lão đang tính toán chuyện trong hậu cung. Nếu trước đó rút đi, giết một lần đó ổn rồi, bây giờ quân tống đã bao vây kinh thành, còn quá nhiều người cần dẫn đi, chẳng lẽ lại phải giết một lượt nữa sao? Lại giết nữa, ảnh hưởng gây ra sẽ rất lớn, hoặc là thân thích quyền thần, hoặc là người sinh hạ tử nữ cho hoàng đế, chẳng lẽ giết mẹ của con mình sao? Vương gia, rốt cuộc đã được như ý ngài, ba vị trọng thần rời ngự thư phòng, đồng mạch chợt liếc sang Thương Vĩnh Trung, nói. Thương Vĩnh Trung ngạc nhiên, đại tư không nói vậy là có ý gì. Há sao bản vương lại nguyện ý xem sự tình đi tới nước này đồng mạch cười lạnh nếu không phải vì vương gia đã nghĩ hết cách lôi kéo triều đình triều đình há có thể rơi vào cảnh bị quân địch vây khốn thế này sao giờ thì cả bệ hạ cũng phải bồi tiếp ngài thủ thành chẳng phải đã đúng như mong muốn của ngài rồi thương vĩnh trung nghiêm mặt nói đại tư không lời này của ngươi bản vương không dám gật bừa hiện giờ gia quyến của bản vương cũng đang kẹt trong thành chẳng lẽ bản vương vui lắm hay sao nói lại ban đầu là ai tiến ngôn với bệ hạ giữ bản vương lại Ngươi thực sự tưởng bản vương không biết gì sao. Đồng mạch đáp, ngài là đại tư mã cao quý của nước yên, quốc đô gặp nạn, quân địch đột kích, đại tư mã phụ trách binh mã không tỏa chấn, chẳng lẽ còn muốn để quan văn thống ngự binh mã giết địch sao? Ngài không ở lại thì ai ở lại? Cao kiến thành thở dài, hai vị chớ ồn ào. Giờ là lúc nào rồi? Đùn đầy trách nhiệm có ý nghĩa sao? Vẫn nên suy ngẫm nên thủ thành thế nào đi? Là lão tặc đồng mạch nhắc tới trước, sao lại trách bản vương? Thương vĩnh trung oán thầm không thôi, không đến cuối cùng, lão cũng không dám đắc tội đồng mạch quá mức, sợ sau này bị đồng mạch hại chết, ngoài miệng vội vàng nói theo, đúng đúng đúng, đại tư đổ nói có lý. Tướng ra, hiện giờ không phải lúc tranh luận chuyện này. Gia quyến mọi người đều ở trong thành cả, thành bị phá, tất cả mọi người đều không may. Không thể tin được vào mấy lời ma quỷ mà ba phái lớn nói, nhiều nhất chỉ có thể đưa chúng ta đi, rất khó đưa theo cả nhà già trẻ từ trên xuống dưới mà phá vây. Đến nước ấy, ba phái lớn cũng sẽ không quan tâm đến sống chết của gia quyến chúng ta. Nghĩ cách thủ thành mới là đạo lý, đừng nói chúng ta, lão chỉ chỉ ngón tay ra đằng sau, nếu tới bước đó thật, những người ở hậu cung kia còn đông lắm, sợ là sẽ phải giết thêm một nhóm nữa. Chẳng lẽ gia quyến chúng ta cũng phải tới nước đó sao? Lời này khiến cho hai vị đại lão thổn thức lắc đầu. Điền ngữ hạ lệnh cấm không cho phép vọng nghị chuyện khôn sai, nhưng cũng phải xem là ai vọng nghị. Đương nhiên mấy vị này đàm luận không tính là vọng nghị điền ngữ biết cũng phải mở một mắt nhắm một mắt cao kiến thành vừa đi vừa chắp tay thỉnh giáo đồng mạch tướng ra chuyện tới nước này nên ứng đối thế nào đồng mạch thở dài còn có thể ứng đối ra sao thông báo cho triều thần ai về nhà nấy đi a à thương vĩnh trung giật mình ý tướng ra là các nhà tự lo cho mình sao vậy là là từ bỏ sao đồng mạch lườm lão vương gia muốn đi đâu là để các nhà về tập hợp hạ nhân nhanh chóng lôi toàn bộ hộ viện trong nhà ra đưa lên đầu tường hỗ trợ thủ thành còn cả thái giám trong cung ai có thể dùng được không thể bỏ phí ta sẽ thông báo cho điền ngữ còn nữa để mọi người vận dụng mối quan hệ riêng của mình dốc toàn lực triệu tập giới tu hành tới tương trợ mặt khác để các nhà lấy ra toàn bộ lương thực dự trữ đầu tiên là đảm bảo cung cấp quân lương tiếp theo là ổn định lòng người trong thành lúc này thế cục cực kỳ nghiêm trọng trong nội bộ kinh thành không được nhiễu loạn nói với mọi người thành bi phá có chứ lại nhiều lương thực cũng vô dụng đều là của người khác nói với bọn họ ta biết rõ trong tay ai có bao nhiêu giờ còn ai dám tư tàng đừng trách ta không cảnh cáo trước đến lúc đó đừng trách bản tướng lục thân bất nhận cao kiến thành gật đầu đồng ý thương vĩnh trung cũng liên tục gật đầu tán thành bị mông sơn minh dùng sức mạnh dồn đến nước này bị mông sơn minh bước đến mức không còn đường lui nếu mông sơn minh muốn sát phu thôi phát sĩ khí quan viên trong triều không còn nơi nào để giấu tư tâm bị buộc phải đồng tâm hiệp lực thủ thành được ăn cả ngã về không sau khi thống nhất ý kiến yên kinh bộc phát năng lực không thể đánh giá thấp khả năng phòng ngừa của nó dù sao nơi này cũng là một trong bảy đại đô thành trong thiên hạ vẫn phải có nội tình đương nhiên triều đình cũng không từ bỏ một tia hy vọng cuối cùng ba phái lớn đã không góp sức bọn họ trực tiếp liên hệ với thương chiêu tông và mông sơn minh lúc này triều đình gần như là cần gì cho nấy lời trong ý ngoài là nhắn thương chiêu tông cần gì cứ nói việc gì cũng có thể bàn bạc lý do rất đơn giản muốn tính nợ gì cũng phải qua được cửa ải này trước đã, cần ổn định thương chiêu tông đã. Nếu trước mắt không qua được còn nói gì đến tương lai đòi nợ. chương 1029, chôn sống. Suốt cuộc đại quân đã ra khỏi khu đầm bùn, Trương Hổ ngồi trên tòa kỳ hoàn toàn thành một kẻ lội ruộng, ghim cương ngựa quay đầu nhìn lại, chờ xe ngựa của mông sơn minh bò lên khỏi vũng bùn. Các tướng sĩ lần lượt bò lên được bờ đều xuống bùn toàn thân, phần lớn đều sắn ống quần, đeo giày thối lên vai, ai nấy đều mệt mỏi dã rời. Các tù binh phải cóng theo đồ quân nhu lại càng không chịu nổi. Ít nhất quân yên còn được ăn no bụng, bọn họ chỉ được uống ít nước, lại bị cắt lỗ tai, giờ phải khiêng kéo vật nặng, đã kiệt sức rồi, có người vừa bò lên bờ đã nằm vật xuống không muốn nhúc nhích. Đây là nguyên nhân Mông Sơn Minh tạm giữ bọn họ lại, hành quân qua những nơi ẩm ướt không tiện, giữ lại số tù binh này làm lao dịch. Thấy có tù binh nằm xuống, quân yên áp giải lập tức bước tới quần đấm cước đá, ép bọn họ phải bò lên. Trương Hổ coi như không thấy màn trước mắt chỉ chờ đón xe ngựa sau lưng đón xe ngựa lên bờ đưa sang một bên trương hổ thăm dò hỏi mông sơn minh trong xe qua cửa sổ thực sự sẽ giao những tù binh này cho triều đình để làm vốn đàm phán sao sắc mặt mông sơn minh không hề thay đổi trả lời báo cho các bộ sau khi lên bờ trôn sống ngay tại chỗ trôn sống trương hổ kinh hãi mông sơn minh chậm rãi nhắm mắt lại không nói gì trương hổ hiểu mình không nghe lầm liền đi chấp hành trôn sống đó với trương hổ muốn giết không bằng giết thẳng luôn không rõ vì sao Mông Sơn Minh lại nhất định phải dùng thủ đoạn đáng sợ như vậy nhưng lời của Mông Sơn Minh chính là quân lệnh ra khỏi quần La Sơn các bộ nhận được quân lệnh của Mông Sơn Minh lập tức tập trung tù binh lại bước họ đi đào ra vô số các hố to sau đó đuổi họ xuống trang cảnh sau cùng vô cùng thê thảm đếm không hết tù binh kêu rên cầu xin tha thứ nhưng tất cả đều nằm trong tính toán của Mông Sơn Minh họ đều đã bị thương không được ăn no đi qua vùng bùn lầy đã tiêu hao rất nhiều thể lực lại bị bước đào hố đã không còn chịu nổi nữa rồi tuy có đến năm sáu chục vạn tinh nhuệ nhưng đều bị mông sơn minh bước đến sụp đổ rồi dù có tập trung lại cũng không phản kháng được quân sĩ quân yên chỉ cần đá một cái hoặc đẩy nhẹ một cái là họ rơi xuống hố xuống rồi khó mà lên nổi một đám quân yên vây quanh hố to dùng sẻng xúc đất dội xuống tiếng kêu trời trách đất trong hầm vang vọng cực kỳ bi thảm người khỏe một chút bò lên được liền bị cung tiễn thủ bắn ngã xuống trời cao trong xanh mặt trời rực rỡ trên cao xem chúng sinh như con sâu cái kiến hoàn toàn thờ ơ với thảm kịch dưới kia sau khi tất cả hố to được lấp đầy hết đất trời hoàn toàn yên tĩnh người bị trôn dưới đất không kêu gào được nữa quân yên trên mặt đất thấy một màn này dường như cũng không muốn nói chuyện với những hung thủ này màn này cả đời khó quên đương nhiên cũng không phải giết sạch toàn bộ mông sơn mình giữ lại một vài người còn sống còn cho bọn họ ăn no để họ chứng kiến tất cả thả về mật báo kèm truyền lời những tù binh đại nạn không chết này gần như lộn nhào mà chạy. Ai nấy đều kinh hãi, đến chết cũng khó quên. Kinh thành nước tống, triều đình đang cãi lộn, có trung lập, có nhao nhao đỏ mặt tía tai, vì mông sơn minh đã đòi quá nhiều lương thực, tình hình không khác gì cao kiến thành sở liệu. Đối mặt với uy hiếp bị quân yên đánh vào tận trong nhà, nước tống đã muốn đưa ra hòa đàm, kết quả, thấy bên kinh thành nước yên chủ động đưa ra đàm phán, biết đại quân la chiếu uy hiếp kinh thành nước yên đã có hiệu quả, ngay lập tức họ ra giá phải triệt binh kèm theo điều kiện xử thương chiêu tông cùng mông sơn minh. Nước tống biết nước yên sẽ không đồng ý, bởi vì hiện giờ triều đình nước yên khó mà làm gì được thương chiêu tông và mông sơn minh, nhưng chính vì vậy mới có thể tăng giá. Đàm phán vốn là vậy, mở miệng ra một cái giá thật đắt, rồi đơi giả trá, tranh thủ điều kiện có lợi sau khi hai bên dừng tay. Dù sao thì, ai rút lui trước, rút lui trước bao xa, thả bù binh thế nào, thả trước nhiều hay ít cũng là vấn đề, không ai yên tâm về đối phương cả ai ngờ sau khi bên này đưa ra điều kiện mông sơn minh cũng đưa ra điều kiện hà khắc đổi tù binh lấy một lượng lớn lương thảo mông sơn minh xuất lĩnh nhân máu uy hiếp nước tống nếu lại cho lương thảo sung túc một khi ông ta xé rách thư hòa đàm thì khó mà lường được hậu quả thử hỏi triều đình nước tống làm sao có thể đồng ý được nhưng nếu không đồng ý họ lại lo lắng mông sơn minh sẽ lấy cớ làm loạn tiến thoái lưỡng nan thử hỏi triều đình nước tống làm sao có thể không cãi lộn được. Ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, nhao nhau không dứt suốt hai ngày vẫn cãi nhau chuyện này. Đúng lúc này, có tiếng hô bên ngoài, báo, một thái giám vội vàng chạy vào như cha mẹ chết, trong điện yên tĩnh trở lại. Thái giám kia quỳ phục xuống, hai tay dâng tấu, khóc ròng ròng bẩm bệ hạ, tiền phương gửi tấu báo khẩn cấp, lão tặc mông sơn minh hung ác hạ độc thủ, 60 vạn binh sĩ đại tống ta, ngoài trăm người truyền lời, đều bị lão tặc chôn sống hết. Tin vừa báo, người trong đại điện đều biến sắc, ai nấy đều kinh hãi vô cùng. Trôn sống, Mông Sơn Minh đã trôn sống hết 60 vạn tinh nhuệ của nước Tống. Hoàng đế nước Tống Mục Trác chân ngồi trên cao tái mặt, run rẩy đứng dây, gian nan hỏi, ngươi nói cái gì? Tổng quản thái giám cao thông hạ vội vàng lấy tấu báo trên tay thái giám kia. Thái giám quỷ dưới đất ngẩng đầu rơi lệ thưa, bệ hạ, 60 vạn binh sĩ đại tống ta đã bị lão tặc mông sơn minh chôn sống. Lão tặc mông sơn minh nói đã nhận được tin tức triều đình chúng ta đang tranh cãi chuyện lương thảo, không định cho lão. Lão tặc còn nói, quân tống vẫn đang tới gần kinh thành nước yên, căn bản không có thành ý đàm phán, nói chúng ta lừa gạt lão, nói rằng, đã muốn đánh, lão sẽ tiếp. Lão nói, nước tống đã không tiếc thương con cháu mình chết hay sống, lão cũng không cần phải khách khí nữa, liền hạ lệnh chôn sống hết 60 vạn binh sĩ. Đương nhiên trên đây đều là cái cớ của mông sơn minh thôi mông sơn minh làm theo nhắc nhở của ngưu hữu đạo chỉ có cái cớ quân tống đang tới gần kinh thành nước yên là ông ta tự bổ sung vào mông sơn minh nhận được tin quân tống vẫn tới gần kinh thành nước yên làm sao chịu nhịn lập tức nghĩ tới thêm ý này vào công khai chỉ trích quân tống không giữ chữ tín chỉ trích nước tống không có thành ý đàm phán thực ra là đổ hết bô cướt lên đầu la chiếu mông sơn minh tin tưởng hoàng đế và triều đình nước tống sẽ không nhận trách nhiệm này chỉ có thể do la chiếu nhận La Chiếu đã tính toán muốn giữ kinh thành nước yên làm vốn đàm phán, mông sơn mình tới giao thủ, há có thể cho y cái gì tốt. Đều là tướng lĩnh dẫn quân tác chiến, đương nhiên ai nấy đều biết cái gì nguy hại lớn nhất. Đương nhiên là quân tâm bất ổn, La Chiếu là thống soái quân tống, chụp cái mũ không để ý đến sống chết của 60 vạn quân tống, có thể hình dung được hậu quả. Hai nước giao chiến không từ thủ đoạn, Mông Sơn Minh sẽ không khách khí, ông ta cũng đang giết chết La Chiếu. Bệ hạ, La Chiếu hại nước mà, đã lệnh cho y triệt binh hồi viên từ lâu, y lại kháng chỉ không theo, ỉ vào tay cầm binh quyền, khư khư cố chấp, bây giờ hải 60 vạn tinh nhuệ đại tống ta bị chôn sống. La Chiếu là quốc tặc đó, có người cất tiếng đau buồn hô to, vị này là người đầu tiên đề nghị La Chiếu triệt binh quay về, bây giờ rốt cuộc đã tìm được cơ hội chứng minh mình đúng. Lập tức có quan võ giận dữ mắng to, nói hưu nói vượt. Rõ ràng đây là mông sơn minh lấy cớ, làm sao có thể mắc lừa, triều đình lại hỗn loạn, Mục chắc chân đứng trước bảo tỏa cầm tấu trương xem kỹ, sắc mặt khó coi, hai tay run rẩy, chợt trừng mắt gầm lên im miệng lại cho chấm. Triều đình lập tức im bặt, một lúc sau, thừa tướng tử bình chắp tay đứng ra, bệ hạ, dù là lấy cớ hay gì, hành động lần này của mông sơn minh chính là không xem hai nước đàm phán. Đã thấy rõ lão muốn làm gì rồi, nên lập tức triệu la chiếu rút quân. chương 1030, sát thần một Mặt mũi mục chắc chân vặn vẹo, nghiêm nghị hạ lệnh công phá yên kinh đồ thành báo thù rửa hận cho binh sĩ đại tống ta ông ta đập bàn đưa ra quyết định cuối cùng diệt yên kinh rồi mới rút quân đến nước này trong chiến sự nước tống đã bị thiệt lớn 60 vạn tinh nhuệ bị chôn sống nghe mà giận cả người nếu nước tống không đem được chút chiến quả về bảo trên dưới nước tống sẽ nhìn vị hoàng đế này thế nào khoảng 10 cỗ xe ngựa tạo thành đội xe nước yên kéo hơn trăm cái hòm lớn đi trên quan đạo trên xe cắm cờ yêu cầu hội đàm trên con đường xuyên núi thi thoảng thấp thoáng mấy tu sĩ nước tống phụ trách tuần tra mặc dù nơi này đã rời xa đội chủ lực của quân tống nhưng quân tống không thể không bố trí thám tử ở hậu phương phòng bị quân địch tập kích bất ngờ thấy cờ sĩ yêu cầu hội đàm tu sĩ tuần tra của quân tống xuất hiện cản xe ngựa lại sau khi hai bên xác nhận thân phận đầu lĩnh quân yên phụ trách áp giải lấy ra một phong thư đưa cho đối phương lần trước là đại đo đốc có gửi quà cho mông soái của chúng ta chúng ta phụng lệnh mông soái gửi lại trọng lễ cho la đại đô đốc đây là thư tín do đích thân mông soái hạ bút mong thay mặt chuyển cho đại đô đốc song phương nói vài câu mấy tu sĩ không làm khó những người áp tải lễ vật cũng không bắt lại hai quân giao chiến không bắt sứ giả họ bèn thả đi mười mấy xe lễ vật này lại khiến cho mấy tu sĩ tò mò không biết tặng thứ quỷ gì mà nghe có mùi hôi thối bèn mở ra xem cởi dây thừng trên xe ngựa vừa mở khóa một hòm ra ầm một tiếng nắm hòm bật mở dọa cho mấy tên tu sĩ phải giật mình đề phòng. Từ trong hòm ào ào tuôn ra thứ gì đó tràn đầy đất, hôi thối hun người. Thứ đó có vẻ giống mộc nhĩ. Cái gì vậy? Mấy người chăm chú nhìn, nhận ra được, có người không nhịn được mà che miệng nôn khan. Lỗ tai, toàn là tai người, tai chất đầy hòm đã trương lên phân hủy trên đường vận chuyển, cho nên vừa mở hòm lập tức tràn ra. Đống lỗ tai nhung nhúc kia nhìn mà khiếp người. Tuy mấy người đều là tu sĩ nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng buồn nôn như thế không thể cất số lỗ tai tràn ra đầy đất kia vào trong hòm nữa. Thật vất vả mới làm quen được, mấy tu sĩ nhìn hơn 100 cái hòm trên xe ngựa, lại quay sang nhìn nhau, ai nấy đều có vẻ nghi ngờ. Chẳng lẽ trong hơn trăm cái hòm này đều là tai người? Tưởng tượng thôi ai nấy đều nổi da gà, lông tơ dựng đứng. Đại Đô Đốc nói chuyện một lát, trên đường hành quân, Văn Du phóng ngựa lên bên cạnh La Chiếu, hỏi. La Chiếu quay lại nhìn, thấy một phong thư trong tay y. Văn Du khẽ gật đầu, la chiếu thúc ngựa đi theo đám tô nguyên bạch nhìn nhau cũng vội vàng đi theo đại quân tiếp tục tiến lên rời quan đạo khoảng vài chục trượng thấy văn du cầm thư cứ ấp a ấp úng la chiếu nói thế cục đã vậy dù là tin xấu thế nào ta cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi văn du không cần lo lắng mấy người tô nguyên bạch nhíu mày nhìn chằm chằm vào thư trong tay văn du xem y liền biết không phải tin tức tốt gì cuối cùng văn du đưa thư cho la chiếu thở dài mông sơn minh nhớ mãi không quên lễ vật lần trước của đại đô đốc ra tay ngoan độc, trả lại một lễ cho Đại Đô đốc. 60 vạn tù binh bị lão ta cắt một bên tai, nhét đầy vào hơn 100 dương lớn, đưa cho đội tuần tra hậu phương. Trang diện thực sự bất nhã, không tiện đưa đến đây. Đây là thư của Mông Sơn Minh gửi cho Đại Đô đốc. Tai của 60 vạn tù binh, mấy người Tô Nguyên Bạch giật mình, chấn động, la chiếu giật giật cơ mặt, giận dữ ra mặt, chiêu này của Mông Sơn Minh thật độc, dù có trả 60 vạn tinh nhuệ kia lại cho nước Tống, nhưng họ thiếu tai đi tới đâu cũng là nỗi sỉ nhục khó quên của nước Tống. Y đoạt lấy thư, rút ra xem, trên đó có mấy dòng, lần trước đưa lễ bạch mã, chưa kịp đáp tạ, nay cắt 60 vạn cái tai đép lễ, có hài lòng chưa? Nếu chưa đủ, thần dân nước Tống ở ngay trước mắt, sinh tử đều trong tay ta, sẽ lấy sẽ đoạt, tất sẽ không khiến cho đại đô đốc thất vọng. Mông Sơn Minh, ý tứ trong thư là, sau này sẽ còn đại khai sát giới. Hai mắt la chiếu muốn nứt ra, nhìn tứ phía, muốn tìm người yên để xả cơn giận này nhưng nước yên đã bị chiến loạn quấy rối, bách tính như chim sợ cành cong. Trên đường quân tống hành quân, bách tính trốn sạch không còn một mống. Mà hiện giờ y cũng không thể muốn làm gì thì làm, không thể tốn thời gian chinh chiến không mớt trong cảnh nội nước yên, kinh thành nước yên vỡ một cái, y sẽ phải nhanh chóng chạy về, không thể để cho mông sơn minh trắng trợn phá hư cảnh nội nước tống mà không bị hạn chế gì. Nội dung trong thư khiến cho y ý thức được mông sơn minh đang muốn chọc giận mình, muốn y ở lại cảnh nội nước yên lâu hơn nếu y kéo dài đến lúc hết lương thảo, hậu quả sẽ khó mà lường được. Biết rõ là phép khích tướng, La Chiêu vẫn nổi giận đến không kìm được. Đây không phải là người khác mà là tai của 60 vạn tướng sĩ dưới trướng của y. Y oán hận nghiến răng, lão tặc mông sơn minh, tốt nhất ngươi đừng có rơi vào tay ta. Nếu không, nhất định ta sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết. Mấy người tô nguyên bằng truyền tay nhau xem thư, ai nấy đều xa sầm mặt. Đúng lúc này, một kỵ mã phi như bay đến, báo, bệ hạ có chỉ hẳn là lại thúc triệt binh đây. La Chiếu nghĩ vậy, tiếp chỉ xong, quá sợ hãi, giống lớn, lão tặc, ta thể không đội trời chung với ngươi. Cái gì thế này, mấy người Tô Nguyên bằng lại xem chỉ, đều chấn kinh. Mông Sơn Minh ca tai của 60 vạn tù binh thì thôi, còn tàn nhẫn trồn ống 60 vạn tù binh đó. Trong ý chỉ, Tống Hoàng Mục chắc chân tức giận hạ chỉ cho La Chiếu, phải công phá kinh thành nước yên, chó gà không tha, đồ thành rửa hận nhưng trong chỉ cũng có xét đến đại cục nên lão chỉ cho La Chiếu một kỳ hạn nhất định. Nếu đến hạn vẫn không thể công phá kinh thành nước yên, sẽ phải lập tức rút quân. Triều đình sẽ dốc toàn lực tổ chức nhân mã chặn đánh mông Sơn Minh, tận lực kéo dài thời gian chờ y xuất quân về cứu viện. Đông ứng Lai run rẩy nói, lão cẩu mông Sơn Minh này điên rồi sao? Không sợ bị trời phạt sao? Thường Phi trầm giọng nói, dám chôn sống 60 vạn người. Việc làm tàn nhẫn thế này tất sẽ tổn thọ lão tặc sẽ không thể sống lâu nữa đúng lúc này lại có đệ tử lăng tiêu các phóng ngựa tới đưa một phong thư mật cho tô nguyên bạch tô nguyên bạch xem xong lẳng lặng chuyển cho những người khác xem mọi người xem xong ai nấy đều nhíu mày tin tức từ kinh thành nước tống không đề cập đến ý chỉ của triều đình chỉ nói lý do mà mông sơn minh viện ra để giết người rằng quân tống vẫn tiến quân đến kinh thành nước yên rõ ràng không có thành ý đàm phán triệt binh còn nói, triều đình không chịu lấy lương thảo ra trao đổi tù binh là không để ý đến sống chết của 60 vạn binh sĩ kia. Là quân tống bức mông Sơn Minh giết 60 vạn tù binh đó. Giỏi cho lão già khéo dảo biện, la chiếu hừ hừ cười lạnh, có câu, giận quá hóa cười, khuôn mặt y đang nổi giận đến mức lúc đỏ lúc trắng. Văn Du rời mắt khỏi phong mật thư, trầm giọng nhắc nhở, đại đô đốc, đây là kế ly gián của mông Sơn Minh, dội trộn nước bẩn này lên đại đô đồ đốc, đồng thời muốn giao động quân tâm đại tống ta e rằng mông sơn minh sẽ trắng trợn tung tin đồn bậy bạ trong cảnh nội đại tống ta. Hai, trên triều đình cũng có người bỏ đá xuống giếng, sợ là sẽ bất lợi cho đại đô đốc. Y phán đoán không sai, mông sơn minh đã để nhân thủ ba phái lớn an bài trong cảnh nội nước tống trắng trợn thả tin đồn như vậy, muốn giao động quân tâm, dân tâm của nước tống. La chiếu nghiến răng nghiến lợi nói, trước mắt không quan tâm đến những chuyện đó. Truyền quân lệnh của ta, nhân mã tiên phong lập tức công thành. Thành phá đổ thành. Nghi vừa hạ lệnh, nhân mã cũng tăng nhanh tốc độ hành quân. Đại quân chỉ còn cách kinh thành nước yên nửa ngày lộ trình. chương 1031, Sát Thần 2 2. Quản Phương Nghi than thở. Ngay từ đầu, bà ta thực sự bị đòn vừa rồi của mông sơn minh dọa sợ, giờ chỉ còn biết thở dài. Như hiểu đạo chậm rãi ngồi xuống một gốc đại thụ, trong tay cầm thư công tôn bố gửi về, thật lâu không nói gì. Mông Sơn Minh đã chôn sống 60 vạn người, tin tức này khiến cho hắn rung động thật lâu, hắn không thể hình dung nổi cảnh tượng cực kỳ bi thảm khi ấy kiếp trước hắn đã từng nghe nói đến điển cố lịch sử tương tự nhưng có nằm mơ hắn cũng không ngờ nổi những chuyện như vậy lại xảy ra ngay bên cạnh hắn mà chính hắn còn tham dự thậm chí còn có quan hệ gián tiếp trên tay hắn đang cầm thư hồi âm của công tôn bố hắn gửi thư hỏi vì sao mông sơn minh lại làm vậy đây là thư trả lời của ông ta mông sơn minh không nói đến đại chiến lược gì chỉ nói với hắn một vài lời tự đáy lòng nước yên rơi vào tình trạng như vậy, vô số bách tính nước yên cửa nát nhà tan, quốc gia suy yếu, tứ phía có cường địch nhìn chằm chằm. Tướng sĩ nước yên chỉ có một bầu nhiệt huyết chịu chết cũng không thể thay đổi nổi. Nguyên do không phải ngoại địch xâm lấn, mà gốc rễ là do nội bộ nước yên thối nát, muốn phòng ngừa thảm kịch như vậy phát sinh, nhất định phải nhổ tận gốc cái cây nát này. Ông ta sẽ không vì một yên kinh mà xáo trộn tiết tấu tác chiến cứu vãn nước yên đang trong cơn nguy nan, đẩy yên kinh vào tử địa, đám người ở triều đình thủ được thì thủ, thủ không được thì để cho quân tống thanh lý hộ để cho quân tống hỗ trợ nhổ tận gốc cái cây đại yên mục nát đi có lẽ ba phái lớn sẽ cân nhắc đến vương gia nghiêu hữu đạo đọc đi đọc lại lá thư trong tay cuối cùng chỉ đành khẽ thở dài hắn không biết đây là ý của mông sơn minh hay ông ta làm theo ý của thương chiêu tông lúc này mông sơn minh giữ trọng binh ba phái lớn cũng không làm gì được ông ta nhất quyết làm vậy trước mắt hắn cũng không thể giữ nếu là nhân mã nam châu nhiều hiểu đạo hắn còn có sức ảnh hưởng, nhưng nhân mã trong tay mông Sơn Minh lúc này không phải của Nam Châu, mà là hơn 200 vạn đại quân do các bộ hạ cũ của ông ta dẫn đầu, như thiên lôi, mông Sơn Minh sai đâu đánh đó. Hiện giờ xem như hắn đã hiểu e ngại của đám quan văn kia với quan võ. Những người cầm binh trong tay này, một khi mất khống chế, chớp mắt một cái, thì cốt như núi, máu chảy thành sông. Trên sườn núi, Hoàng Liệt cầm chiến báo từ tiền tuyến, sắc mặt co rút, trong lòng thầm nhận xét về Mông Sơn Minh sát thần. Bên cạnh, Mông Sơn Minh cũng đứng trong gió thật lâu không nói gì. Hắn ta cũng không ngờ ông ta lại dùng thủ đoạn tàn khốc như thế. Dù hắn ta đã sớm biết trên chiến trường Mông Sơn Minh vẫn luôn lãnh huyết vô tình, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn ta thấy một chuyện hung ác như thế. "Bệ hạ, phía trước có báo, Mông Sơn Minh giết toàn bộ 60 vạn tù binh." Trong ngự thư phòng, Thường Kiến Hùng đang nghe đồng mạch thuật lại tình hình thủ thành, cực kỳ quan tâm, chỉ sợ có sai sót. Điền ngữ đi ra ngoài một chút nhận lấy tấu trương thái dám đưa lên, mở ra xem xong, mặt mày tái mét, chạy lại quỳ xuống bẩm báo. Thương kiến hùng, đồng mạch, cao kiến thành, thương vĩnh trung đều chậm rãi quay đầu lại, chậm rãi xoay người lại. 600.000 người đều bị chôn sống hết rồi sao? Đồng mạch hỏi lại, điền ngữ nặng nề gật đầu, đồng mạch hít sâu một hơi, lão tự nhận mình ngoan độc nhưng cũng không dám nhận thanh danh này. Chôn sống 60 vạn người đó, thương vĩnh trung trợn chừng hai mắt. Lão có nghĩ tới mông Sơn Minh sẽ giết 60 vạn tù binh kia, nhưng nằm mơ cũng không ngờ được lão ta lại chôn sống. Sắc mặt Cao Kiến Thành cũng rất khó coi, chôn sống 60 vạn người. Khái niệm gì đây, thương kiến hùng cầm bản tấu điền ngữ trình lên, xem xong, từ từ khép lại, lẩm bẩm đây là đắc tội chết với quân tống rồi. Lão ta chỉ hận không thể để quân tống đổ thành, vì tự oán bản thân, lại hoàn toàn không để ý đến sống chết của bách tính kinh thành này. Bọn họ chỉ ước gì quả nhân chết sớm, bọn họ chỉ ước gì quả nhân chết sớm đó cái này là mượn đao giết người người cần giết chính là quả nhân bệ hạ tống sử tiền liên thắng cầu kiến một thái giám ngoài cửa báo vào thương kiến hùng lấy lại tinh thần kiên quyết ném ra hai chữ không gặp quân yên làm ra chuyện tàn bạo khiến người ta giận sôi máu như vậy chính lão cũng không dám gặp tiền liên thắng nếu không chắc chắn sẽ bị chửi như đổ máu chó lên đầu lão quay sang nói với điền ngữ thái giám có thân thủ không tệ trong cung đã chuẩn bị xong chưa Điền ngữ cúi người thưa, đã tuyển chọn cẩn thận được 500 binh sĩ, đều là hảo thủ lấy một trọi 10. Điệp báo ti cũng điều được 500 hảo thủ, cộng lại là 1.000 người, do ca miểu thủy tự mình xuất lính. Thương kiến hùng gật đầu, làm như đại tư đồ nói đi. Tất cả lên thành, phối hợp với đại quân thủ thành. Thành còn người còn, thành mất người mất, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải giữ vững. Vâng, điền ngữ lĩnh mệnh mà đi, rời ngựa thư phòng, tới quảng trường bên ngoài chính điện, hơn ngàn thái giám vịn bảo kiếm bên hông xếp hàng chỉnh tề. Đi tới trước mặt ca Miểu Thủy, Điền Ngữ tự tay chỉnh lại áo choàng cho hắn ta, tiểu ca tử, bệ hạ nói, thành còn người còn, thành mất người mất. Thời điểm tận chung đến rồi, đi thôi. Ca miểu thủy lùi lại ba bước, chắp tay cúi đầu, đứng dậy xoay người vung tay, xuất lĩnh một ngàn hoạn quan xuất cung mà đi. Ngoài cửa chính cung thành, tống sử tiền liên thành bị ngăn cản, chết sống cũng không được vào trong. Cuối cùng, gấp quá, tiền liên thắng bèn tháo châm cài, kéo sổ búi tóc, cởi vớ dày, kéo y phục. Y tóc tai bù xù, cởi chân, hai chân trần, một bộ khẳng khái chịu chết, chỉ thẳng vào trong cửa cung giận giữ mắng mỏ, thương kiến hùng, đồ tiểu nhân bất nhân bất nghĩa, không đức không tín. Vừa mới rồi y nhận được tin tức từ triều đình nước Tống, biết quân yên trôn sống 60 vạn binh sĩ nước mình, phát hiện mình bị nước yên đùa bỡn, đàm phán cái cục cướp chó gì, còn có 60 vạn binh sĩ kia nữa, bi phẫn ngập tràn không có nơi phát tiết, lập tức chạy đến tìm thương kiến hùng muốn cãi nhau. Ai ngờ thương kiến hùng không gặp, mới hôm nào còn kéo y tới đàm đàm phán phán, thế mà giờ còn không chịu gặp. Đồng mạch phụ trách đàm phán cũng không thấy đâu, quan viên nước yên tử trên xuống dưới đều tránh gặp y. Nếu vậy, y cũng chẳng thèm lễ nghĩa liêm sỉ gì nữa, đứng ngay ngoài cửa cung chửi ầm lên. Chẳng còn cách nào khác, thân là tống sử, ra mặt đàm phán mà không thể giữ được 60 vạn binh sĩ, nhiều ít cũng có liên lụy. Bây giờ chỉ có thể làm lớn chuyện này đến oanh oanh liệt liệt một chút, làm sao cho hành vi nhục mạ ngay trước cửa hoàng cung nước Yên được truyền khắp thiên hạ mới tốt. Đây là bi phẫn vì cái chết của 60 vạn binh sĩ, làm vậy cũng là để trả lời cho người trong nước, rằng không phải y không cố hết sức. Ban đầu, thủ vệ cửa cung không để ý đến, người phụ trách liên quan cũng nấp đằng sau không lộ diện, ai ngờ, Tiền Liên thắng mắng mãi không dứt, càng mắng càng khó nghe, cuối cùng, trong nội cung cũng phái một đội thủ vệ ra đuổi. Nhưng Tiền Liên thắng rất kiên nhẫn, bị đuổi đi lại quay lại, chửi đồng như bà hàng cá. Thấy y như vậy, thủ vệ trong cung chẳng còn cách nào khác đành bắt lấy y, nhưng cũng không làm gì. Hai nước giao chiến là quy củ xưa nay rồi, chưa kể, hiện giờ cũng có rất nhiều thần tử khuyên can không cho giết tống sử. Thần tử khuyên can là có tư tâm, giết sứ thần nước tống họ lo sau khi thành bị phá sẽ nhận được trả thù mãnh liệt hơn, không muốn đẩy mọi chuyện đến mức quá tuyệt, giữ lại chút hy vọng sống cho mình. Sau tiền liên thắng, ngoài thành liên tiếp vang lên tiếng chống tiếng kèn, quân tống bắt đầu công thành. Động tĩnh rất lớn, dù ở trong cung cũng có thể nghe được loáng thoáng, các phi tần trong hậu cung đều thấp thỏm lo âu. Chương 1032, công thành. Thương Kiến hùng đứng trên bậc thang cao cao cũng toát mồ hôi lạnh, trái tim thấp thỏm không yên, không biết có giữ nổi thành không. Hoàng Mạnh tuyên tỏa trấn hoàng cung đứng trên gác cao nhìn xa xa, mấy con phi cầm cỡ lớn xả xuống, rơi vào trong cung. Ba phái lớn cũng đang chuẩn bị rút lui nếu thành bị phá. Ngoài thành, quân tống vây thành cũng không nhàn rỗi từ sáng sớm đã chặt cây trong rừng gần kinh thành làm khí giới công thành ban đầu chỉ định làm bộ tạo áp lực cho yên kinh thôi không ngờ lại có dùng đến thật đại quân phát động tấn công khiêng thang mây ảo đến thành như thủy triều tiếng hô giết tung trời khí giới công thành cũng tiến lại gần rất nhanh cung tiến thủ song phương đều bắn ra từng đợt mưa tên chớp mắt tiếng kêu la thảm thiết không ngừng về mặt này bên thủ thành khá thiệt thòi trên thành không đủ diện tích để bày tiến trận đủ quy mô cho cung tiến thủ tu sĩ nước tống thừa cơ bay ra, muốn bay lên đầu thành mở đường cho quân tống. Trên đầu thành, một đoàn tu sĩ nước yên bay ra ra chặn đường. Hai phe tiếp tục xông tới chém giết như thủy triều, mặc kệ những tu sĩ trên kia, ai nên đổ cứ đổ, ai nên đứng cứ đứng. Dựa thang mây vào thành, tướng sĩ quân tống liều mạng bỏ lên. Tướng sĩ trên thành không ngừng đẩy từng thang xuống. Thang mây lật, một chuỗi người ngã xuống. Nỏ công thành cạch cạch cắm vào tường. Quân sĩ dùng nỏ bắt đầu leo lên dầu nóng cũng bắt đầu được dội xuống thành tưới lên từng đợt kêu thảm xe ném đá tới gần thành từng khối đá tảng được ném lên vượt qua tường thành đá tảng cũng tên bắn khiến cho dân phu được huy động kêu la thảm thiết dọa người ta kinh hoàng bỏ trốn sau khi tướng thủ thành hạ lệnh giết vài người mới đứng vững được trận cước trên đầu thành hỏa tiễn nhóm lửa bắt đầu nhắm xuống khí giới công thành bên dưới dưới cửa thành một đám quân tống đẩy một thân cây cực to lao tới muốn đụng vỡ cửa thành lại bị dầu hỏa phun trúng cây to cháy bùng bùng khiến quân tống nháo nhào né tránh. Khi hai phe công thủ còn đang chém giết hừng hực khí thế, một đám tu sĩ nước tống vào tới muốn phá cửa thành. Ca miểu thủy đứng trên đầu tường rút nguyễn kiếm sáng loáng bên hông, nghiêm nghị hô các con, theo ta giết. Hắn ta dẫn đầu tung người nhảy xuống, áo khoác sau lưng tung bay theo gió như một con diều hâu đang bổ nhào. Một đám thái giám rút kiếm nhảy xuống đầu tường theo, thủ trước cửa thành, chiến đấu với một đám tu sĩ nước tống đang vào tới dù chỉ là thái giám nhưng không thể coi thường trình độ của những người này nhất là chiến lược thực lực của các tu sĩ thái giám này rất bất phàm được ca miểu thủy xuất lính quả thực đã chặn được từng lớp từng lớp tu sĩ tấn công khiến quân địch khó mà tới gần cửa thành tướng lĩnh công thành ra lệnh một tiếng một đám tu sĩ lùi lại một đám cung tiến thủ cùng đẩy nỏ công thành tới muốn tấn công bao trùm tiêu diệt bọn ca miểu thủy bọn ca miểu thủy khá căng thẳng ca miểu thủy vung áo choàng vỗ vào thân cây đang cháy thân cây vừa được đẩy tới để phá cửa xoay ngang cả đám thái giám trốn sau đó đúng lúc này nơi xa xa vang lên tiếng chân như sấm một đội kỵ binh trùng trùng điệp điệp vào tới thế như xét đánh anh dương vũ liệt vệ là anh dương vũ liệt vệ anh dương vũ liệt vệ đến rồi các tướng sĩ trên đầu thành gieo hò hậu phương quân tống quân thành triệt để lộn xộn ca miều thủy bò lên thò đầu ra khỏi thân cây cháy nhìn thử nhưng không thấy rõ hắn ta bèn hất áo choàng bay lên tường thành Giờ kiếm nhìn xa xa, chỉ thấy một lá cờ thêu chữ thương lớn dẫn theo một đội kỵ binh quy mô cực lớn xông vào hậu phương quân tống, như gió tắp quét ngang, phá cho thế trận của quân tống rối tinh rối mù. Thế công của quân tống bị phá, tướng lĩnh chỉ huy lập tức điều động nhân mã công thành chống cự với kỵ binh từ đằng sau sông lên, những người vào tới dưới chân thành không kịp rút lui đều chết. Kỵ binh quét ngang một trận, không dây dưa với đại quân mà nhanh chóng rời đi như một cơn gió. Đợi cách xa, kỵ binh lại bày trận, lom lom nhìn quân tống, dưới đại kỳ chữ thương, thương chiêu tông rủi ngựa tiến lên, hoành đao lập mã, chiến mã tê minh. Theo bố trí của mông sơn minh là không cho thương chiêu thôn tham dự thủ hộ kinh thành, chỉ chờ tới khi đại quân của La Chiếu rút về mới tập kích quấy dọc đường, tiệp bớt lực lượng quân tống, kéo dài thời gian, cho quân tống hao tổn lương thảo, chuẩn bị giải quyết. Nhưng sau khi nhận tin, thương chiêu tông không thể ngồi nhìn quân tống đánh kinh thành nước yên mà không để ý. Với một hoàng tộc nước yên như y, nhất là với nhi tử của Ninh Vương, Thực sự không thể ngồi nhìn quân địch lớn lối như thế trong cảnh nội đại yên. Nhất định phải cho chúng một bài học, chiến thuật của y cũng rất đơn giản, không dây dưa liều chết với quân Tống, chỉ quấy rối, không cho quân Tống thoải mái tấn công yên kinh. Sau đó đúng là như vậy, quân Tống tấn công thành, kỵ binh của y lui tới cực nhanh, chọn nơi yếu nhất của địch mà xông vào, khiến cho địch không thể tập trung lực lượng công thành. Lúc này, tiết tấu công thành ngừng dần, trên đầu thành lại vang lên tiếng hoan hô. Anh Dương Vũ Liệt vệ của Ninh Vương đến rồi bách tính trong thành cũng gieo hò vang trời. Lần tấn công này của thương chiêu tông đã mang đến lòng tin lớn lao có thể giữ thành. Nghe động tĩnh trong thành, ca miểu thủy khoác áo choàng đẫm máu quay lại nhìn, lắng nghe tiếng gieo hò, lại quay sang phía xa xa nhìn nhân mã Nam Châu đang rằng co với quân tống, sắc mặt cực kỳ phức tạp. Nhân mã Nam Châu của thương chiêu tông tấn công quân tống sao? Trong hoàng cung, dưới mái hiên, thương kiến hùng đứng trên bậc thang nghi ngờ hỏi. Điền ngữ gật đầu xác nhận, đúng vậy đợt tấn công đầu tiên của quân Tống đã bị thương chiêu tông dẫn người ngựa áp chế. Bị nhân mã Nam Châu tập kích, quân Tống không còn dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Nghe vậy, sắc mặt thương kiến hùng giật giật, khá phức tạp. Bên cạnh, đồng mạch, thương vĩnh trung và cao kiến thành nhìn nhau. Mạnh tuyên đứng trên gác cao nghe được tin này, chỉ a à một tiếng, có vẻ bất ngờ, đăm chiêu. 500.000 nhân mã quân tống đối mặt với 10 vạn thiết kỵ của thương chiêu tông, quả thực không dám phân tán lực lượng hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà, dông dài kéo mãi thì uy hiếp đáng sợ nên đến vẫn cứ đến. Sáng sớm hôm sau, La Chiếu xuất lĩnh đại bộ phận nhân mã quân tốn đã tới. 300 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp tụ tập, cùng hô to một tiếng khiến cho quân coi giữ trên đầu tường phải sợ hãi. La Chiếu mặc ngân giáp cưới bạch mã, toàn thân trắng tinh, đích thân tới ngoài thành xem xét tình hình, nghe nhân mã tiên phong công thành báo cáo. Sau đó, y xem xét 10 vạn thiết kỵ Nam Châu đang rằng co với quân tống, không thể không tán thưởng, quân dung Nam Châu quả nhiên không tầm thường, đối mặt với 300 vạn đại quân của ta mà không hề sợ hãi, quả nhiên đám ô hợp kia của nước yên không so sánh được. Tuy nói vậy, 10 vạn nhân mã, đối diện với 300 vạn đại quân, quy mô cực kỳ nhỏ yếu. Tướng lĩnh tiên phong thưa, 10 vạn thiết kỵ của thương chiêu tông quấy rối sau lưng, tiến thối nhanh chóng, thực sự đau đầu. La Chiếu quay sang ra lệnh, lệnh cho đại quân chỉnh đốn lại, lệnh cho các bộ phái nhân mã vào núi phụ cận chặt cây cối, chế tạo khí giới công thành, chờ đến nửa đêm, lập tức đồng thời phát động tấn công bốn phía yên kinh. Trong tay y có đủ nhân mã để làm như vậy, viên tướng lĩnh kia nghi ngờ hỏi, công thành mù sao? Khi công thành, nhân mã hậu phương dập tắt đuốc, Thương Chiêu Tông không thấy rõ đại quân ta điều động, sợ có cạm bẫy, tất sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Viên tướng kia bừng tỉnh đại ngộ, sau đó, quả nhiên kế này có hiệu quả, Thương Chiêu Tông thấy dưới chân thành đánh nhau oanh oanh liệt liệt nhưng lại không biết tình hình nhân mã quân tống ở hậu phương, hoàn toàn không dám phát động tấn công, thực sự là quy mô đối phương quá lớn. Trạng vạng tối, đồng mạch rời cung quay về phủ đại tư không. Quản gia đồng minh đón ở cửa, thấp giọng thưa, nhàn tiên sinh tới, đang chờ lão ra trong thư phòng. Chương 1033, tập kích lúc nửa đêm 1. Hai mắt lão sáng lên, bước chân rảo nhanh hơn, đến thư phòng, chỉ có một nữ tử xinh đẹp động lòng người nửa ngồi nửa dựa trên ghế đang lật lật sách, bên cạnh, đàn hương lượn lờ, một bộ y phục hoa lệ càng làm nổi bật lên vẻ vũ nghị của nàng, nhưng sắc mặt lại có vài phần lạnh lùng. Người được gọi là nhan tiên sinh chính là nữ nhân này. Nàng không phải người khác, chính là nhan bảo ngư, xếp hạng thứ hai trong đan bảng, chỉ dưới thiên vi phủ tây môn tình không. Đồng mạch vừa thấy lập tức bước nhanh lại, chắp tay thi lễ, nhan tiên sinh, cuối cùng cũng đợi được ngài rồi. Nhan bảo như dương mắt nhìn lão, đặt sách xuống, mỉm cười đứng lên gật đầu chào, đồng tướng. Đồng mạch vươn tay mời ngồi, sau đó lão ngồi xuống bên kia bàn trà, than thở, thật sự tình hình đang đến nước này rồi, ta cũng không còn cách nào khác mới phải quấy dày nhan tiên sinh đến đây giúp lão phu một tay, lão phu. Nhan bảo như vung tay áo giơ tay lên, ngắt lời của lão, tiếng nói êm tai nói, đồng tướng, quản gia đã nói rõ ràng ý của ngươi cho ta rồi, không phải nhan bảo như ta không coi ngươi ra gì, chỉ là hai nước này giao chiến với nhau, chút năng lực này của ta cũng không thay đổi được gì, Đồng Mạch vội nói: Nhan Tiên sinh khiêm tốn quá, Nhan Tiên sinh pháp lực vô biên. Nhan Bảo như vùng tay cắt ngang lần nữa. Đồng tướng, người đừng làm khó ta. Cao thủ của ba phái lớn nước tống nhiều như mây, ta không thể chọc vào được. Nếu như ta bị cuốn vào chuyện này, tất nhiên ba pháo lớn của nước tống sẽ không bỏ qua cho ta. Từ nay về sau nhất định sẽ truy sát ta đến chết. Các nước, lúc thì chiến tranh, lúc lại hòa bình. Hôm nay là kẻ thù, ngày mai có thể liên minh hợp tác, lật mặt còn nhanh hơn lật sách ngón tay thon thon gõ lên cuốn sách trên bàn đồng tướng ta thật sự không đùa được với trò này của ngươi ta cũng thật sự không dám chọc vào ba phái lớn của nước tống có điều nếu như đồng tướng đã mở miệng rồi ta không dám bảo chuyện khác nhưng một khi thành bị phá ta sẽ cố hết sức bảo vệ sự an toàn của đồng tướng đồng mạch muốn nói lại thôi vốn dĩ lão định mời người này đến dùng pháp lực cao cường để phá vỡ thế công của quân địch bảo vệ thành cũng chính là bảo vệ quyền thế của lão nhưng mà đối phương đã nói đến nước này rồi còn ép nữa thì quá đáng, cũng không ép nổi, cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ, có người bảo đảm sự an toàn của mình vào thời điểm mấu chốt đã tốt hơn không có gì rồi, có một cao thủ như vậy tỏa chấn ở trong nhà, lão cũng có thể yên tâm. Trời vừa tối, quân tống lại phát động đợt tấn công thăm dò. Ngay khi đang đánh nhau oanh liệt, một bóng người trong quân đội phá thành bay lên trời, người đó bay trên không trung, phóng ra một loạt ánh sáng kỳ lạ cuồn cuộn, mắt của người thường không nhìn thấy được, chỉ có pháp nhãn của tu sĩ mới có thể nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ đáng sợ này. Một bóng người cũng chợt phi ra từ trên tòa thành, cũng phóng ra một tia sáng kỳ lạ. Người trước phóng ra một luồng sáng rực rỡ, một bóng kiếm hư ảo đang chém về phía tường thành. Người có nhãn lực vừa nhìn đã biết, có người trong quấn tống sử dụng thiên kiếm phù, muốn mượn uy lực mạnh mẽ của thiên kiếm phù để phá vỡ bức tường thành dày rộng chắc chắn để bảo vệ thủ đô Yến Kinh này, muốn mở đường cho quân tống đánh vào trong Yến Kinh. Người sau cũng thi triển thiên kiếm phù ra, Bóng kiếm hư ảo chém về phía tu sĩ của Quân Tống. Tu sĩ đang đứng trên không của Quân Tống ngạc nhiên, nhanh chóng tung một bóng kiếm hư không ra để chặn lại. Ầm, tiếng động âm trời vang lên trên không trung, người bình thường sẽ nhầm thành tiếng sấm, pháp nhãn của tu sĩ lại có thể nhìn thấy hai bóng kiếm rất lớn đang đụng vào nhau, ánh sáng bắn ra tứ phía. Ầm ầm ầm, không chỉ có một lần, tu sĩ Quân Tống và tu sĩ Quân Yến đều tự chém ra liên tục 12 luồng thiên kiếm đối đầu với nhau. Tiếng nổ ầm ầm rung động đất trời trong đêm khiến người trong, ngoài thành đều sợ hãi, trận gió mạnh mẽ ngang ngược kia thôi bay cả người trên tường thành và người dưới tường thành ra ngoài. Trong phủ đại tư không, một bóng người bay ra từ trong phòng, đạp lên không trung vẽ một đường cong lên không trung, người đó lơ lửng giữa không trung, tay áo bay bay, một đôi pháp nhãn sáng rực nhìn về phía xa nơi hào quang đang bắn ra từ phía, người đó là Nhan Bảo Như. Hai nước giao chiến, tài lực này quả nhiên là người bình thường không bị được, còn dùng cả thiên kiếm phù nhan bảo như lơ lửng trong không trung thì thào nói thầm trong hoàng cung nước yến mạnh tuyên đang yên lặng nhắm mắt trên gác cao nghe tiếng chợt trợn mắt hắn tan nghiêng đầu nhìn về phía ánh sáng kỳ lạ đang rực rỡ trên bầu trời ở cửa thành phía đông một trường lão của linh kiếm sơn đi lên gác cao đứng bên cạnh mạnh tuyên nhìn về phía xa một hồi sau đó trầm giọng nói trưởng môn hẳn ở phía đông cử thành là quan sư bá tọa trấn ra tay mạnh tuyên vuốt cằm người có tư cách sử dụng thiên kiếm phù xem ra là cao thủ đứng đầu trong ba phái lớn của nước tống đã đến rồi trưởng lão đứng bên cạnh vuốt cằm giá cả của thiên kiếm phù đắt đỏ cho dù là phái lớn như bọn họ cũng chỉ có trưởng môn cùng các bô lão của tư cách trong môn nắm giữa không thể ai ai cũng có được các môn phái khác cũng như vậy người có thể sử dụng thiên kiếm phù để tấn công nhất định có thể đoán được thân phận và địa vị của người đó hẳn là bên quân tống có người dùng thiên kiếm phù để ra tay trước chắc là muốn phá thành sao mà quan sư bá có thể ngồi nhìn nơi mà mình chấn thủ bị người khác công phá, nhìn mình bị mất mặt được? vậy nên lão ta mới lấy thiên kiếm phủ ra đánh trả. mạnh tuyên khẽ gật đầu, tán thành lời nói của đối phương. đưa ra phán đoán này cũng không có nguyên nhân nào khác, bọn họ đã chuẩn bị tốt phòng trừ yến kinh thất thủ, chuẩn bị để bỏ lại yến kinh bất cứ lúc nào. vậy nên sử dụng thiên kiếm phủ quý giá ở nơi mình phải vứt bỏ không đáng chút nào. nếu không phải bất đắc dĩ quan sư bá không thể chủ động hao phí thiên kiếm phủ trong tay lão ta được trên bầu trời nơi cổng thành đông tiếng nổ khiến tai người khác ong ong đã dừng lại nhưng cuồng phong vẫn không ngừng gào thét hai lão giả trên không trung hầm hầm nhìn nhau ai cũng đều nhức nhối không chịu được một thiên kiếm phù có giá hơn cả hàng ngàn vạn kim tệ thử một lần là được rồi không ai chịu nổi việc sử dụng bừa bãi chưa nói đến việc trên người không có cái thứ hai cho dù có cũng sẽ không lấy ra sử dụng phí phạm một lần nữa thứ đồ này chỉ có thể dùng vào lúc quan trọng dùng nó để đối phó với thiên quan vạn mã cũng thấy phí phạm dùng thiên kiếm phù dù một lần giết chết ngàn tám người của hắn thì đối với đại quân động một cái là có vạn kế có là cái gì căn bản không có tác dụng gì hết ngay sau đó hai người tức giận ra tay đạp lên không trung va chạm vào nhau khó thể phân thắng bại bọn họ vừa đánh vừa bay lên không trung càng đánh càng cao âm thanh ù ù không ngừng vang trong không trung ngoài thành một đám tu sĩ nước tống vụt qua không trung lao đến tu sĩ thủ thành nước yến lập tức đánh trả hai bên đánh từ đầu tường vào đến trong thành bên trong thành phòng ốc bị dư uy của trận đánh ảnh hưởng làm liên tục sụp đổ khiến dân chúng khóc hô bỏ chạy khác với tình hình tấn công thành lần trước thực lực và số lượng của tu sĩ mà la chiếu mang đến rõ ràng tu sĩ đi theo quân đội thiên phong công thành không thể sánh bằng tu sĩ bảo vệ bên trong yến kinh nhìn thấy có một đám người đang lao về phía bên này liền gấp rút tiếp viện còn có rất nhiều tu sĩ đáng hóa trang để che giấu hình dáng thật cũng ngảo ra trợ giúp tu sĩ nước yến không phải tu sĩ nào cũng đều có tư cách từ chối đồng mạch như nhan bảo như, có điều những người này cũng không muốn để tu sĩ của nước tống nhận ra mình, đành phải che giấu khuôn mặt thật. Không thể không nói, dưới dâm uy của đồng mạch, vẫn có thể ép buộc các quan viên triều đình phát huy tiềm năng to lớn, quan viên cả lớn cả bé đều ào ào gọi các tu sĩ mình có quan hệ trong giới tu hành đến giúp. Trường 1034, tập kích lúc nửa đêm 2. Nội tình và tiềm lực của một trong bảy đô thành lớn trong thiên hạ quả thật không thể khinh thường được. Quân tống bên ngoài thành cũng phát động đợt tấn công toàn diện khắp bốn phương tám hướng, lập tức khắp nơi trong kinh thành đều vang lên âm thanh giết chóc vang trời. Đội quân mà thương chiêu tông cầm đầu chỉ có thể đứng từ xa nhìn lại, chỉ thấy xung quanh tường thành ánh lửa mút trời, xa hơn một chút thì bốn phía đều tối đen như mực, căn bản không thể nhìn rõ tình hình, thương chiêu tông không dám mạo muội cho người đánh sâu vào trong. Cam miểu thủy ở trên tường thành kéo lấy áo choàng, dẫn đầu một đội thái giám ra tay giết địch. Dân chúng trong kinh thành trải qua một đêm trong sự lo âu thấp thỏm, không ai ngủ được. Các đại thần như đồng mạch lo lắng hãi dùng ở chịu đựng bên cạnh thương kiến hùng cả đêm, đám con trai đã trưởng thành của thương kiến hùng đều theo thái tử dẫn dắt, mặc áo giáp cầm vũ khí canh giữ trong cung. Các phi tử trong hậu cung đều nơm nớp lo sợ, có người còn sợ đến phát khóc, lo lắng sau khi thành bị phá, chưa bị quân địch làm gì đã sợ bị hoàng đế xử lý trước. Hoàng hậu thong thả đi ra đi vào căn phòng, trong hoàng cung, không ai có thể cởi áo tháo thắt lưng ra yên ổn đi ngủ được. Nương nương, hình như tiếng chém giết ngừng rồi. Một thị nữ hô lên, hoàng hậu nghiêng đầu nhìn về phía ánh nắng ban mai ló lên phía chân trời, nàng nhanh chóng phái một tên thái giám đi tìm hiểu tình hình. Khi trời dần dần sáng lên, đội quân đánh nhau cả một đêm cũng mệt mỏi, bỏ lên trên bước tường thành cao vút khi đã phải cố sức rồi, tinh thần của binh sĩ mỏi mệt, không nên tấn công lần nữa, la chiếu hạ lệnh thu binh. Tu sĩ của nước Yến đang chém giết bên trong thành cũng không chịu nổi, đều bay vọt qua tường thành, quay trở về doanh trại của quân Tống, rút lui theo đại quân. Trên tường thành, một lượng lớn thi thể chồng chất, có không ít thi thể dính phải khói lửa, tỏa ra mùi thối rất khó chịu. Trang phục bị rách, tóc tai bù xù, ca Miểu Thủy bị dính máu khắp người đã mất đi sự đoan trang vốn có, hắn ta đứng trên cửa chính phía đông, thu lại thanh kiếm trên tay, thay thành đại đao vịn vào mà đứng. Nhìn quân địch rút lui như thủy triều, sát khí trong đôi mắt đã giết người đến đỏ lên khó mà biến mất. Bản thân hắn ta cũng không biết đêm qua mình đã giết bao nhiêu người, sau khi giết đã quên luôn chuyện pháp lực với không pháp lực gì đó, chỉ cần không phải người phía mình, hắn ta sẽ gặp thì liền giết, đây là lần đầu tiên người yêu sạch sẽ như hắn ra tay giết nhiều người như thế. Phía sau lưng hắn, một đám thái giám ai ai cũng mệt mỏi không chịu nổi, đều kiệt sức rồi. Phủ lệnh đại tổng quản bảo tiêu nhân đưa điểm tâm mà các nương nương ở hậu cung đích thân làm cho ngài một gã thái giám quần áo sạch sẽ tránh khỏi những người đang khuôn vác thu thể đi tới bên cạnh ca miểu thủy sau lưng gã là một đám thái giám được chọn đưa đồ tới nhìn thấy thi thể trồng chất ở bên ngoài còn cả mùi xác thối sau khi bị đốt cháy khiến mấy tên thái giám vừa lên thành muốn nôn ca miểu thủy đột nhiên quay đầu lại trầm giọng nói nô tài có tài đức gì sao có thể ăn điểm tâm mà các chủ từ đích thân làm được Tên thái giám kia thấy hắn như vậy, lập tức đỏ mắt quỳ xuống, gã biết người này thích sạch sẽ, không ngờ hiện giờ hắn ta lại chật vật như vậy, có thể thấy được tình hình chiến đấu thảm thiết đến mức nào, gã lau nước mắt nước nở nói, đại tổng quản nói, đây là tâm ý của các nương nương. Đại tổng làm muốn để các huynh đệ toàn lực giết địch sau khi an tâm hưởng dụng, ngài đừng phụ tâm ý các nương nương, cũng đừng để người bên ngoài coi thường người trong cung. Nếu đã là lời của Điền Vũ, Điền Vũ cũng là sư phụ của hắn ta, ca miểu thủy trầm mặc tên thái giám kia lập tức ngoắc tay, lệnh cho mọi người mang hộp thức ăn lại đây, mở hộp đồ ăn ra, gã cầm bằng hai tay, quỳ xuống đất dâng lên. Ca miểu thủy vươn bàn tay dính đầy máu tươi ra, cầm lấy một miếng điểm tâm, đang định để vào trong miệng liền ngẩng đầu lên nhìn sang một hướng, chỉ thấy các tướng sĩ ở trên tường thành đều lẳng lặng nhìn sang bên này, dường như đều muốn nhìn đồ vật ở trong cung. Hắn ta trầm giọng từ từ nói, phân phát điểm tâm cho mọi người, để cho các tướng sĩ nếm thử một chút, nói cho mọi người, đây là tấm lòng của các nương nương. Sau khi tự mình mang binh ra trận giết địch, hắn ta mới thật sự cảm nhận được những tướng lĩnh trước kia mà mình nhìn thấy vì sao lại làm như vậy. Bọn họ đều không phải là làm bộ làm thích, chỉ có trải qua rồi thì mới có thể hiểu được. Cả tòa thành mới có 20 vạn quân coi giữ, phân gia thủ ở tứ phía thì được bao nhiêu người. 300 vạn quân của ta đồng thời tấn công từ tứ phía, sao lại mãi không tấn công được. La Chiếu giận dữ quát chủ tưởng phụ trách tấn công cửa đông vị chủ tướng kia dường như biết mình sẽ bị chất phấn gọi một tiểu tướng dính máu khắp người ở phía sau mình lên để hắn ta trả lời thay mình tiểu tướng lau vết máu trên mặt chắp tay nói đại đô đốc đâu chỉ có hai mươi vạn quân canh giữ ta thấy còn hơn một trăm vạn ấy chứ có rất nhiều người trẻ khỏe trong kinh thành mang người lên còn có rất nhiều người thân thủ không tồi mặc đồ của gia nô đều là cao thủ một mình trọi người ta liều chết đánh vào thành thì thấy sau thành còn có rất nhiều người trẻ khỏe đứng chờ một khi thiếu người liền lập tức lên thay thế mà tướng bị buộc phải xuống khỏi thành, ngã vào trong đám người, được mọi người đỡ được mới may mắn lấy lại được một cái mạng. La Chiếu ngẩng đầu lên nhìn về phía tường thành Yến Kinh cao mất, ý thức được quyết tâm thể sống chết kháng cự của Yến Kinh đã lan khắp toàn thành, lần này đụng phải cục xương cứng rồi. Sau khi biết được quân tống tạm dừng tấn công quy mô lớn, phát hiện Yến Kinh mà bọn họ tự nhận là mục nát cũng không yếu đuối đến mức không chịu được một đòn như vậy, toàn bộ quan viên trong triều đình đều thở phào nhẹ nhõm. Một vài người cố chống suốt đêm không chịu đựng được nữa, cuối cùng cũng ngã xuống nghỉ ngơi rồi. Quân Tống cần nghỉ ngơi chỉnh đốn, tạm dừng tấn công, trong thành cũng không phái người ra ngoài, nhân cơ hội sửa sang lại chiến hào ngoài thành, chiến hào đã bị thi thể lấp phẳng rồi. Trong thành thì xử lý thi thể, chữa trị cho người bị thương đều được tiến hành đâu vào đấy. Các loại thiết bị thủ thành bổ trợ được sắp xếp trên thành, nếu không đủ thì trực tiếp phá nhà dân để lấy nguyên liệu. Người dân nghèo ngày thường còn khó được ăn no bụng đột nhiên phát hiện, trận chiến này ngược lại có vẻ không phải chuyện xấu bỗng nhiên bọn họ có thể ăn no bụng nói đến chuyện này còn phải cảm ơn đồng mạch vì để trong thành không bị gây loạn đồng mạch ép buộc những nhà giàu có nôn ra số lượng lớn lương thực tích chữ kinh thành chính là nơi những nhà giàu có tập hợp nghĩ cũng biết được thu hoạch được đến mức nào người khác không biết rõ vị đại tư không này trong lòng biết rõ ràng nhà nào trong thành tích chữ bao nhiêu lương thực trong bụng lão giống như có một quyển sổ sách vậy túm nhà nào chuẩn nhà đấy bình thường lão nhắm một mắt mở một mắt lúc này đã liên quan đến chức vị của lão rồi, lão bất chấp rồi, trực tiếp gửi thư bảo người ta giao lương thực theo số lượng ra, dám nói nhiều thì lão trực tiếp phái người đến tìm và tịch thu. một khi cha ra lương thực, lấy tội danh có giá tâm giấu giếm, từ thông nước địch, tịch thu tài sản, giết cả nhà. số lượng lương thực ở trong kho lương tư gia và trong hầm đều bị lão lấy ra sạch sẽ. trải qua một đợt này, thường kiến hùng lại phát hiện ra vấn đề lương thực mà ông ta lo lắng nhất căn bản lại là vấn đề không đáng lo nhất. Chỉ cần có thể phòng thủ giữ vững thành, số lớn lương thực này cũng đủ để cả thành ăn trong vòng mấy tháng. Đây vốn là chuyện tốt, lại khiến ông ta tức giận quá mức, lúc trước ông ta cho rằng chỉ có một phần ít người, lúc này mới phát hiện trong kinh thành quyền quý trước kia lại có nhiều người không muốn đền ơn nước nhà như vậy. Lúc thu lương thực đề xuất trinh người nào người nấy tố khổ lừa bịp ông ta, khiến lúc đó ông ta sầu muộn. Trường 1035, thảm sát dân chúng trong thành. Hết lần này đến lần khác lại không biết làm thế nào. Lúc này cũng không dám làm gì những người đó. Thì ra là vậy, tên Mông Sơn Minh này quả nhiên là cao thủ. Kinh đô nước Tề, trong phong lôi đường, Hồ Diên vô hận đứng ở trước bản đồ nhìn chằm chằm vào bản đồ, dáng vẻ vừa mới hiểu ra điều gì đấy. Sau khi điều tra kỹ lưỡng tình hình chiến sự, cách thức Mông Sơn Minh vượt qua eo sông Cổn Long đã lộ ra rồi, dù sao bên phía Mông Sơn Minh còn có tu sĩ nước Tề hỗ trợ chiến đấu, sau khi biết chuyện khiến ông ta kinh ngạc hô lên: Cha hổ đứng một bên cười nói, chỉ là tập hợp một vài mạng người thôi. Đáng giá để tướng quân khen ngợi như vậy sao? Theo ta thấy, còn không bằng ông ta để lũ lụt lên nhấn chìm nhân mã hộ đê. Hồ Diên vô hận quay người lại, lắc đầu nói, chuyện đâu có dễ như người nói như thế. Người bảo người khác tập hợp lại thử xem, xem có thể tập hợp được mạng người lại không. Phải chờ đợi nước sông tăng lên, những người vượt sông mới có cơ hội leo đến bờ bên kia. Còn nhớ rõ trước kia lúc ông ta đợi ở sông Đông vực khiến người khác không đoán được ý đồ không? Mọi người đều cho rằng vì lương thực của ông ta không đủ, không biết rõ ông ta cứ dây dưa lề mề như vậy là có ý gì, chỉ nghĩ rằng chắc chắn ông ta đang suy nghĩ biện pháp, lại không biết rằng ông ta đang chờ đợi cơn mưa to kia. Quay người lại chỉ vào trên bản đồ, eo sông Cổn Long. Chẳng những lựa chọn nhân mã dũng cảm vượt sông, vì lần tập kích bất ngờ này, ông ta ngay cả thiên thời địa lợi đều tính toán hết cả ngay cả việc mấy ngày sau có mưa to cũng tính được luôn trận chiến kết hợp thiên thời địa lợi nhân hòa này nhìn thì đơn giản thật ra lại cao minh tới mức khó có thể thêm bước nào khiến người khác chỉ có thể nhìn không thể không thừa nhận mông sơn minh này thật sự rất lợi hại ngay cả thiên thời cũng bị ông ta sử dụng nói ông ta là chiến thần cũng không quá nước yến có nhân vật như vậy lại không biết dùng cho đúng thực sự là bẽ mặt đúng lúc này một tiểu tướng vội vã đi vào nói báo tướng quân quân tống bắt đầu tấn công Yến Kinh rồi. Lời vừa nói ra, Hồ Diên vô hận và cha hổ đồng thời kinh ngạc, Hồ Diên vô hận cực kỳ ngạc nhiên nói, không phải đã nói đàm phán hòa bình sao? Sao lại đột nhiên thay đổi? Tiểu tướng cầm tình báo nói, theo báo cáo, Mông Sơn Minh phá hủy nền móng đàm phán hòa bình, trôn sống 60 vạn tù binh quân tống, chọc giận quân tống. Trôn sống 60 vạn người, Hồ Diên vô hận và cha hổ cùng hít khí một hơi khí lạnh, người trước nhanh chóng nhận tình báo xem. Xem xong, hồ diên vô hận im lặng hồi lâu cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở dài ông ta thế mà lại không thể ý đến sống chết của toàn yến kinh mông sơn minh đang quyết tâm muốn đánh nước tống bán sống bán chết ông ta làm như vậy về tình không hợp về lý là muốn tiêu diệt uy hiếp cho phía đông nước yến trong một khoảng thời gian nhất định khiến nước tống trong một thời gian nhất định không dám phạm vào nước yến nữa cũng là muốn đẩy nước tống vào cảnh không còn đường lui kéo nước tống xuống nước cùng nhau chống lại nước hàn Lão già này lại có thể vì nước yến mà tạo ra thời gian ổn định tạm thời, không tiếc ô uế thanh danh một đời, thật sự xuống tay ác độc, ông ta làm vậy, không thể nói là đúng hay sai, làm như ma quỷ, nước tống bị ông ta xông vào, sợ là trăm họ phải lầm than. Cha hổ cau mày, người chết trên sa trường là chuyện bình thường, chỉ là chôn sống 60 vạn người thì đúng thật là quá đáng rồi. Sao ta lại cảm thấy ông ta đang cố ý chọc giận quân Tống tấn công yến kinh? Hồ Diên vô hận hít mắt giữa khi mắt lóe sáng chẳng lẽ ông ta còn ý gì khác chẳng lẽ đây là mưu kế thương chiêu tông đặt ra cha hồ nhận ra điều gì đó thử hỏi một câu mượn tay của quân tống phá hủy căn cơ quyền lực của thương kiến hùng sao hay hô diên vô hận buông tiếng thở dài ta có thể hiểu được suy nghĩ của ông ta cha hồ ồ một tiếng hỏi thế nào hô diên vô hận hơi hơi thương cảm nói cả đời ông ta chinh chiến bảo vệ nước yến không biết bao nhiêu người bên cạnh sống chết bây giờ lại chính mắt thấy nước yến trở nên như vậy mặc người khác lăng nhục, đã không phải đánh thắng một trận có thể thay đổi được thế trận hiện nay. Người không hiểu được bi phẫn trong lòng ông ta, ta hiểu được, báo, bên ngoài lại truyền đến một tiếng cấp báo, tiểu tướng lại đi vào, dâng một bản tình cáo lên, báo cáo, mông sơn minh ở trong lãnh thổ nước tống, tàn sát hàng loạt dân trong thành. Tàn sát hàng loạt dân trong thành, hai người giật mình nhìn nhau, hô Diên vô hận đoạt lấy tình báo, đọc xem, xem xong lắc đầu, không khác gì ta nghĩ, quả nhiên khiến trăm họ lầm than, mông sơn minh đúng là đại khai sát giới. Cha hổ thuận tay lấy tình báo trong tay ông ta ra xem. Tiêu diệt binh mã hộ đê, quân yến đánh vào trong lãnh thổ nước tống gần như không gặp phải đối thủ xứng tầm, mông sơn minh tản binh mã ra, cứ 10 vạn người làm một đoàn, rồi lại chia một tổ một vạn người, tản ra càn quét trong nước tống, phá hủy mọi thứ. Quân yến quét ra, tạo một mồi lửa đốt hàng loạt thôn xóm, thành trấn của của nước tống, đốt toàn bộ những nơi có dân cư sinh sống. Trước đó còn phái tu sĩ xâm nhập làm loạn thành quách, trên đường ngoài thành đánh úp giết chết vô số, khiến cho dân trong thành không dám chạy trốn. Một huyện trấn nhỏ có khoảng 3 vạn dân cư bị quân Yến vây quanh, huyện lệnh và thủ quan là cha con, hai cha con ngu chung, không chịu mở thành đầu hàng, thể sống chết cùng huyện thành. Kết quả nghĩ là ra, huyện thành nho nhỉ đó nào có thể chống lại được thế công của binh mã quân Yến, con trai chết trận, lúc thành bị phá, huyện lệnh rút kiếm đâm chết vợ và con gái của mình, sau đó tự vẫn để đền ơn đại tống cuối cùng thật sự giống với những gì quân Yến tuyên bố trước khi công thành, sau khi thành phá, quân Yến đại khai sát giới, rét cả chó gà cũng không tha, giết sạch người sống trong thành. Sau khi vơ vét một lượt, bọn họ đốt một mồi lửa, chôn vùi huyện thành nhỏ kia trong biển lửa. Cách thức quân Yến thì hành chính là tung lưới diệt sạch toàn bộ, trước tiên vây thành ra lệnh giao lương thực, thành nào giao lương thực rồi, dân chúng có thể rời đi, có điều thành thì vẫn phải đốt. Những nơi quân Yến đến, dân tống không có chỗ ở, bị buộc chạy đến sâu trong nước tống để chạy nạn. Đến giờ vẫn chưa dừng, quân Yến không chút hoảng loạn tiến lên, đã quét sạch ba tòa thành, thiêu hủy hơn 10 thành xung quanh. Mông Sơn Minh này làm thật sự quá đáng quá rồi. Cha hổ nhìn tình báo trong tay, lạnh lùng nói, quá đáng à, nhìn thì có vẻ hơn 200 vạn nhân mã, thật ra là chỉ có quân xâm nhập, không có tiếp tế tiếp viện, lương thực trên tay ông ta không thể dây dưa ở nước tống lâu được, trừ bỏ đốt, giết để cướp, ông ta có thể làm gì khác. Không ăn, hơn 200 vạn nhân mã sẽ chết đói ở lãnh thổ nước Tống, chiến lược số nhân mã này chấp hành đang gánh vác sinh tử của cả nước Yến, nếu là ngươi ngươi làm thế nào? Hồ Diên vô hận hít mắt hỏi, cha hổ có vậy cũng không nhất định phải tàn sát hàng loạt dân thành chứ? Lấy được rồi còn đốt thành đi, đây là tạo nghiệp đấy. Ngươi nói lời hay khuyên bảo người ta có thể ngoan ngoãn giao lương thực ra sao? Ngươi có tin người dân trong thành không ôm lương thực chạy thì cũng là quan thủ thành sẽ đốt sạch lương thực đi không? Lão hổ này, trên chiến trường, Loại chuyện này không có đúng hay sai, nếu nước Tống khơi mào chiến sự xâm chiếm nước Yến thì phải chuẩn bị tốt tâm lý chịu đựng trả giá. Hồ Diên vô hận nói xong, đi đến trước bản đồ, chỉ chỉ Yến Kinh, Mông Sơn Minh nhìn thì giống như đang đốt, giết, cướp bóc ở lãnh thổ nước Tống, trên thực tế, mục tiêu cuối cùng của ông ta vẫn là binh mã quân Tống đang tấn công vào Yến Kinh này. Mông Sơn Minh trước hết là kiếm quân lương cho quân mình, sau đó là có ý định tạo ra khủng hoảng phạm vi lớn trong nước Tống khiến đàn chúng trong phạm vi lớn lãnh thổ nước tống chạy trốn, ông ta đang thanh trừng phạm vi lớn. chương 1036, người này cực kỳ nguy hiểm. Một, thanh trừng sao, cha hổ hoài nghi, có chút không hiểu được, nghe nói trong yến kinh lại nhảy ra số lượng lương thực lớn. Ngoài một tòa thành đang bị chôn vùi trong biển lửa, Mông Sơn Minh ngồi trên xe lăn đang đọc bức tình báo rồi đưa cho cung lâm sách đứng bên cạnh. Cung lâm sách xem xong thì gật đầu, đúng là có chuyện như vậy, tên đồng mạch này đúng là có năng lực, vì bảo vệ yến kinh lần này lão ta đắc tội không ít người mông sơn minh ta không quan tâm lão ta có năng lực to lớn thế nào cũng không quan tâm lão ta đắc tội bao nhiêu người thông báo cho người của ba phái lớn trong yến kinh một tiếng tập trung lương thực lại một khi thành bị phá lập tức đốt lửa thiêu hủy toàn bộ lương thực quyết không để chúng rơi vào tay quân tống đốt thì không tránh khỏi đáng tiếc trong lòng cung lâm sách buông tiếng thở dài có điều đối phương nói cũng rất có đạo lý gật đầu nói mông soái yên tâm ta sẽ làm theo, sao có thể để quân Tống được lợi được. Tống Kinh, trong phủ thừa tướng, tử bình hưu vội vàng quay về. Một người đàn ông gầy gò nho nhã đứng trong đình viện chờ đợi, trùm râu dài đen như mực, trông rất nho nhã, nhìn thấy ông ta thì chắp tay hành lễ, thừa tướng. Người này chính là mưu sĩ thân tín bên người tử bình hưu, giả vô quần. Tử bình hưu tiến lên nâng cánh tay ông ta lên, cười nói cổ tiên sinh cuối cùng cũng về rồi. Giờ tay ra hiệu một cái, ý bảo có chuyện vào phòng nói. Hai người vào phòng, ngồi xuống, tử bình hưu cười nói, lần này tiên sinh đi du ngoạn, đã tận hứng chưa? Giả vô quần mỉm cười, vốn định đưa mấy tu sĩ tập hợp lại đến mấy nơi buôn bán đi dạo, lúc đến băng tuyết các nghe nói trong nhà xảy ra chuyện, ta liền gấp rút trở về. Nghe nói thừa tướng để con rể Trần Thiếu Thông dẫn binh đối đầu với mông Sơn Minh. Nói đến chuyện này, tử bình hưu có hơi ngại ngùng, ngồi xuống, vỗ đùi than thở, ta thật sự không nghĩ tới binh mã hộ đê bại trận, trở tay không kịp, ta có cảm giác như tự nâng đá đập lên chân mình vậy, lời nói trước mặt bệ hạ không thể thu lại được, chỉ có thể tiếp tục cứng đầu, nghĩ rằng chỉ cần tiên sinh về rồi có thể giải quyết nỗi khổ của ta. Giả vô quần nói, thừa tướng làm không sai, nên để Trần Thiếu Thông xuất trinh, Trần Thiếu Thông xuất trinh, mông sơn minh tất sẽ bại. Thiếu Thông có thể là đối thủ của mông sơn minh sao? Tử Bình Hưu nghi ngờ, lời này ngay cả ông ta cũng không tin được. Việc này nhắc lại sau, giả vô quần khoát tay áo, ngón tay ướt nước trà, vẽ đường thẳng trên mặt bàn, quệt nước hai bên đông tây, ngón tay ông ta chỉ vào phía tây, Yến Kinh. Không thể hành động theo cảm tính trước Yến Kinh, thừa tướng nên lập tức vào cung, bảo bệ hạ ngay lập tức ra chiếu bảo đại quân quay về. Yến Kinh không thể phá được, nhân vật nòng cốt của nước Yến trong tay thương kiến hùng phải được giữ lại, thế cục như vậy, không thể để thương chiêu tông được lợi. Thương kiến hùng suy sụp, ba phái lớn này trải qua biến cố này chắc chắn sẽ nâng đỡ thương chiêu tông thượng vị. Thừa tướng, Nước Yến nằm trong tay đám người thương kiến hùng kia mới là có lợi nhất cho nước Tống, có nhóm người này ở đó, Mông Sơn Minh không có ninh vương chống lưng cho chỉ là một tên võ phu, có đánh nữa cũng không thể thay đổi mọi thứ. Suýt, tử bình hưu hít sâu một hơi, tóm lấy tròm dâu dưới cằm, ánh mắt lóe lên, dường như lời nói của đối phương đã nhắc nhở ông ta điều gì đó. Giả vô quần lại nói thêm một câu, thậm chí ta còn nghi ngờ Mông Sơn Minh hãm hại giết 60 vạn tù binh là để chọc giận quân Tống, để quân Tống tấn công phá Yến Kinh, có thể phía sau ẩn chứa dã tâm của thương chiêu tông muốn mượn tay nước tống tiêu diệt đối thủ tử bình hưu gật đầu sau đó lại lắc đầu nói đã đánh thành như thế rồi nước tống chịu món thiệt lớn nếu như cứ tay không mà về như thế bệ hạ không nén được cơn giận cũng không thể nói rõ được với thần dân rất khó xử giả vô quần đúng là rất khó xử nhưng khó xử thì cũng chỉ khó xử một lúc vẫn hơn sự khó xử khi nước tống mãi không ngượng dậy nổi đúng không mấu chốt vẫn là muốn xem ai là người có thể cười đến cuối cùng nếu thật sự phá hủy nòng cốt quyền lực của thương kiến hùng lúc này thương chiêu tông đang nắm giữ binh quyền của nước yến đối mặt với thế cục như vậy để mau chóng ổn định tình hình ba phái lớn cũng chỉ có thể giúp đỡ thương chiêu tông nắm quyền một khi thế lực phe thương kiến hùng không thể chấp hết được nữa đối mặt với tình hình lúc này lại thêm ba phái lớn gây áp lực cũng chỉ có thể quay ngược lại thương chiêu tông thương chiêu tông có thể nhân cơ hội này nắm quyền lực của nước yến trong tay nhưng nếu như nòng cốt thống trị của thương kiến hùng vẫn còn đó quan viên phần lớn các khu vực ở nước Yến vẫn là người của Thương Kiến Hùng, ba phái lớn rất khó ép đám người của Thương Kiến Hùng kia giao lại quyền, nếu như làm đến nước chó cùng rứt dậu thì ba phái lớn cũng không thể sắp xếp được hậu quả. Còn chuyện này nữa, trong đội quân mà Mông Sơn Minh dẫn dắt, vẫn có một phần là đội quân triều đình nước Yến bị ức hiếp, chỉ cần Thương Kiến Hùng vẫn cầm quyền, thì tất nhiên khi trở về đội quân mà Mông Minh Sơn dẫn dắt sẽ bị tách ra. Nếu như nước Yến lại gặp phải nạn này, Thương Kiến Hùng đã phải chịu thiệt một lần rồi, ông ta sẽ để cho Thương Chiêu Tông có cơ hội thống lĩnh binh mã nước Yến một lần nữa sao? Để cho Thương Kiếm Hùng tiếp tục cầm quyền chính là đang phân hóa nước Yến, cũng là đang làm suy yếu thực lực của nước Yến. Nước Yến sẽ rất khó khôi phục lại sinh lực trong khi suy yếu, cũng không thể uy hiếp đại tống chúng ta nữa. Nếu như Thương Chiêu Tông cầm quyền thì lại khác, một khi đội quân triều đình nước Yến xâm nhập vào, chư hầu nội bộ nước Yến lại nghe theo hiệu lệnh này. Nước Yến vừa có người vừa được lòng người sẽ nhanh chóng khôi phục sức mạnh, lại thêm việc thiện chiến, có một nước láng giềng mạnh mẽ như thế, sợ rằng nước tống chúng ta cả khi ngủ cũng phải nơm nớp lo sợ. La Chiếu là võ tướng, ít nhiều vỡ à người tuổi trẻ nhiệt huyết, trong mắt gã ta chỉ có việc chiến đấu là quan trọng, gã ta sẽ không mưu đồ việc nước. La Chiếu hợp ra chiến trường, không hợp mưu đồ việc nước, chẳng lẽ bệ hạ cũng muốn như vậy sao? Tình hình đã đi tới bước này rồi, cho dù La Chiếu có công phá được Yến Kinh để báo thù rửa hận thì cũng không diệt được nước Yến, không hề suy tính đến tương lai lâu dài, ngược lại còn cho thương chiêu tông cơ hội để phục hưng nước yến hai quốc gia tranh chấp với nhau sao có thể hành động theo tình cảm được hiện tại nước tống không thể bị nước yến kéo theo suy sụp được phải nhanh chóng ổn định vị trí của mình chỉ cần mình ổn định trước chỉ cần nội bộ nước tống chúng ta không loạn thì vẫn có thực lực một khi nước hàn tấn công nước yến nước tống của chúng ta có thể xuất binh lần nữa để chia bát canh này chỉ cần để lại đám người thương kiến hùng trì hoãn nước yến đang bị tổn thương sinh lực qua trận này nước Yến sẽ chỉ càng loạn hơn thôi, cho dù lần này nước Hàn không xuất binh, nước Yến cũng vẫn là miếng thịt bên miệng nước Tống, chúng ta có thể nuốt gọn bất cứ lúc nào. Thừa tướng, bệ hạ không phải người không chịu nghe lời khuyên, chỉ cần đẩy sự hận thù che mắt bệ hạ đi, bệ hạ sẽ tiếp thu kế sách của thừa tướng. Có lẽ bệ hạ đã tỉnh ngộ rồi, nhưng ngài cần một người có thể giúp ngài bắc thang đi xuống, thân phận và địa vị của thừa tướng là lựa chọn thích hợp nhất. Tử Bình Hưu suy nghĩ rồi gật đầu liên tục, ông ta nói, lời này của tiên sinh đúng là rất tốt, được. Ta sẽ làm theo lời tiên sinh, có điều, ông ta nghiêng người hướng về phía giả vô quần, lời nói của thiếu thông cũng rất có lý, thiếu thông nói ta rút quân về, nhất định mông sơn minh sẽ chặn lại, sẽ không để cho quân chủ lực của nước tống ta thuận lợi lui về trong biên giới, tiếp tục đe dọa nước yến, nếu như đội quân chủ lực của nước tống ta không thể thuận lợi rút lui, sợ rằng vẫn sẽ khó thoát khỏi cảnh khốn cùng. Trường 1037, người này cực kỳ nguy hiểm hai giả vô quần quét ống tay áo có trần đại tướng quân ra trận nghinh chiến đánh bại mông sơn minh là được lại nữa lời nói này khiến tử bình hưu phải đau răng ông ta vỗ nhẹ lên bàn trà tiên sinh không phải ngươi đang nói đùa đó chứ chỉ mấy chục vạn quân hỗn tạp mà triều đình vội vàng tập kết từ nhiều địa phương kia làm sao có thể ngăn được hơn 200 vạn quân chủ lực của nước yến hơn nữa chủ soái của quân địch lại là mông sơn minh không chịu nổi một trận đâu không nói dối tiên sinh ta có lén hỏi thiếu thông Thiếu thông cũng nói thật, đi giao chiến với tình hình này thì sẽ phải chịu chết, chính hắn ta cũng phải thừa nhận, chúng ta không phải là đối thủ của mông Sơn Minh, chưa chiến đã sợ rồi. Sở dĩ hắn ta còn kiên trì cũng là vì bị ta ép đến hết cách rồi. Giả vô quần nở nụ cười, đây chính là chỗ cao siêu của bệ hạ, chỉ có thừa tướng mới có thể cứu vãn tình hình lúc này. Ta sao, tử bình hưu mở hai tay ra, nói tiên sinh đừng có cười nhạo, bảo lão phu hô mưa gọi gió trong triều đinh lão phu còn nhận được, hai nước đã giao chiến đến nước này rồi, quân địch cũng sẽ không khách khí. Lúc đó phải đối cứng, dựa vào sức khỏe để chém giết, không giống với mấy câu vòng vo giả dối của chúng ta. Ta không biến ra quân đội mạnh được, cũng không biến ra thiên quân vạn mã để ngăn cơn sóng giữ được. Giả vô quần, thừa tướng là nguyên lão hai triều của nước Tống, là người dưới một người trên vạn người, người không thể coi thường sự ảnh hưởng của mình ở nước Tống được. Trong ngoài triều có ai không dám để mặt thừa tướng mấy phần đâu? Chỉ cần lợi dụng hợp lý thì còn hơn cả thiên quân vạn mã, ngay cả con rể của thừa tướng cũng ra trận rồi, đây là ép thừa tướng phải vào đường cùng. Lúc này, thừa tướng mặt mũi hung tợn không nể mặt ai, cực kỳ đáng sợ, là một con hổ biết ăn thịt người. Mặt mũi hung tợn, tử bình hưu giờ khóc giờ cười. Giả vô quần không nói đùa với ông ta nữa, thừa tướng, việc Yến Kinh bị công phá chỉ là chuyện sớm muộn thôi, việc này phải nhanh chóng không thể chậm chạp, mong người nhanh chóng vào cung nhờ bệ hạ hạ lệnh rút quân. Tử Bình Hưu, chuyện này không khó, khó ở chuyện thiếu thông xuất trinh dù sao ngươi cũng phải có gì bảo đảm với ta chứ cố vô đàn nhúng tay vào trà nhanh chóng viết xuống ba chữ vạn thú môn vạn thú môn tử bình hưu nhíu mày cố vô đàn chim bay cá nhảy đều có thể trở thành binh lính trong tay vạn thú môn không thể khinh thường chỉ cần vạn thú môn ra tay giúp đỡ mông sơn minh nhất định sẽ thua trần đại tướng quân nhất định sẽ thắng tử bình hưu trần trừ nói không phải ta chưa từng nghĩ đến chuyện này nhưng từ trước đến nay vạn thú môn không đối phó với ba phái lớn cũng không cuốn vào việc thế này có xin bọn họ cũng vô dụng giả vô quần xua tay nói việc này ta tính cả rồi hiện tại không nên nói nhiều làm gì chờ thừa tướng quay lại rồi nói tiếp cũng không muộn ta sẽ nói rõ với thừa tướng bây giờ việc thừa tướng phải làm chính là nhanh chóng tiến cung khiến bệ hạ phải nhanh chóng cho lui binh tấn công yến kinh phải ổn định quân chủ lực của chúng ta trước được tử bình hưu đứng lên ta sẽ đi nhanh về nhanh tiên sinh cứ chờ tin ta